đang rời khỏi tập đoàn để về nhà vì bây giờ cũng đã khuya anh sợ mận đợi cơm anh ở nhà lên xe tính lái đi thì anh bắt gặp Trinh đang đứng trước cửa xe ô tô của anh cô ta tiến lại gần và gõ mạnh lên cửa kính xe có chuyện gì vậy cô Trinh gặp được anh ở đây may quá anh cho em quá giang về nhà với xe của em tự dưng bị hỏng không nổ máy được sao cô biết tôi ở đây mà nhờ vả em gọi cho bác tiệp muốn gặp anh nói chuyện thôi anh mở cửa cho em đi đăng cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Trinh cô về đâu anh chở em đi ăn tối được không em đói lắm tôi phải về nhà ăn cơm cô cũng nên về nhà ăn cơm đi chứ nhà cô không có người giúp việc sao em chỉ muốn tạo cơ hội để được gần anh thôi mà anh có muốn nghe những gì bác trai nói với em không chuyện gì liên quan đến tôi sao thì anh cứ tìm nhà hàng nào đó đi em sẽ kể cho anh nghe nhá đăng nghe và không trả lời sau đó cũng quyết định nói rõ ràng với cô ta về mọi chuyện nên anh chở trinh đến một nhà hàng quen thuộc ở đây có bán thêm đồ uống nên anh gọi cho mình một ly bạc xỉu và nhìn cô ta dở trò nào có chuyện gì cô nói đi anh đang này chúng ta kết hôn đi cô vừa nói cái gì em bảo là chúng ta kết hôn đi em giúp anh có thêm cổ phần và không cần phải cạnh tranh với người em trai cùng cha khác mẹ của anh nữa xem ra cô cũng điều tra về hoàn cảnh gia đình tôi rồi nhỉ Ý của cô là gì? Em muốn cưới anh và giao hết tài sản em đang nắm giữ trong công ty Việt tiệp cho anh. Bộ em đã giao hết cho em rồi. Chỉ cần anh đồng ý thì anh sẽ có tất cả. Đăng không muốn đôi con mất thời gian. Anh cũng vào thẳng vấn đề. Tôi hỏi cô nhé. Lý do gì cô lại muốn kết hôn với tôi? Sau khi nghe xong câu hỏi của Đăng Trình tỏ rõ thái độ kinh ngạc Nhưng chỉ vài giây trôi đi Cô ta lấy lại dáng vẻ kênh kiểu Và tiếp tục dụ dỗ Đăng Lý do rất đơn giản là em thích anh, hai bên gia đình cũng rất nhiệt tình vun vén cho chúng ta. Cô thích tôi, nhưng tôi đâu có thích cô. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, không lẽ cô muốn cưới một người mà khi ở bên cô, anh ta nghĩ đến một người phụ nữ khác hay sao? Ý của anh nói là trong tim anh có hình bóng của cái đứa nhà quê đang làm giúp việc cho anh chứ gì? Cô biết vậy cũng tốt, thế nên mong cô đừng đu bám tôi nữa và tôi nhắc cho cô nhớ. Mận không phải là đứa con gái mà cô có thể tự tiện nói về cô ấy. Anh cần cô ta hơn cả tài sản và quyền thừa kế sao? Anh không biết nghĩ cho mẹ mình sao? Chuyện nhà tôi, cô đừng có xía vào. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép." Đang tỏ rõ thái độ tức giận, nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng Trinh lại không cam tâm, cô ta cũng đứng dậy, nói với theo anh, giọng điệu vô cùng dứt khoát. "Rồi đến một ngày, anh phải tìm đến tôi và cầu xin tôi cưới anh. Anh cứ đợi mà xem." Cô ta tức tối Ném túi sách thật mạnh lên mặt bàn Và gọi ngay cho ông Tiệp mách lẻo Đến bản thân của ông Tiệp Thật lòng cũng mệt mỏi với cô con dâu tương lai này Nhưng vì chuyện kinh doanh Vì chỗ đứng của tập đoàn Mà ông ta phải miến nhìn Chỉ mong đứa con trai bướng bỉnh Có thể thấu hiểu được tấm lòng của ông Thế nhưng tuổi trẻ còn nông cạn Ông hết cách mới phải nói với Trinh Cứ tùy ý xử lý mọi việc Bác cho con toàn quyền xử lý chuyện này Con đừng nóng vội mà hỏng chuyện Cương mưa giảm thấm lâu nghe Trinh. Dạ, con nghe lời bác. Vậy bác cho con toàn quyền quyết định rồi nhé. Ừ, con về nhà nói khéo với bố mẹ con nhé. Cái thằng cứng đầu nên đừng trách giận nó, chỉ thiệt thân thôi con ạ. À. Có mấy lời của bác, con rất vui. Bác yên tâm, con sẽ khiến anh ấy phải yêu thương con và chú tâm lo chuyện làm ăn ạ. À. Được vậy thì quá tốt rồi, bác chờ tin của con. Trinh cúp máy và gọi ngay cho mấy tên đàn em sai bọn chúng tiếp tục theo dõi Đăng và Mận. Lần đầu tiên có kẻ dám cự tuyệt cô ta, khiến cô ta đứng ngồi không yên. Sự tức giận đã biến một cô tiểu thư học cao hiểu rộng thành một người chỉ đầy thủ đoạn, đi cướp thứ không thuộc về mình. Đăng trở về nhà, nhìn thấy Mận ngồi bên bàn ăn đợi mình, thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ. Anh thấy có lỗi với cô, bước nhanh vào phòng bếp với một nụ cười tươi tắn và trách mắng nhẹ nhàng với cô. Sao cô không ăn cơm trước còn đợi tôi thế này? cô không đói sao tôi đợi anh về ăn chung cho vui anh có cần tắm trước khi ăn không anh tôi rửa tay rồi ăn luôn chứ nói thật tôi cũng đói lắm rồi anh đợi tôi hâm lại đồ ăn một chút nhé toàn món mà anh thích đây anh về ăn cơm với mận khiến cô rất vui cảm giác đấu tranh trong lòng cũng dừng lại cô sợ phải một mình ăn cơm một mình tự vấn với hàng vạn câu hỏi cô nhanh chóng bê thức ăn đi hâm nóng lại đợi chờ một lần nói chuyện thẳng thắn với Đăng. Trong lúc ăn cơm, vì chuyện của ông Tiệp vẫn ám ảnh mẩn, cô sợ nếu như ngoan cố chống đối lại bố của Đăng, thể nào cũng có chuyện lớn xảy đến. Vậy nên cô phải tìm một lý do hợp lý để rời khỏi ngôi nhà này. Gắp cho Đăng miếng thịt gà, cô cất tiếng nhẹ nhàng. Anh không về nhà ở cùng với bố mẹ anh, liệu có bất tiện gì không? Cũng không phải vấn đề lớn lắm, tôi đồng ý về tập đoàn làm việc nên mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sao cô lại hỏi thế? À, tôi chỉ lo cho anh, sợ mối quan hệ của gia đình anh không tốt. Nó vốn dĩ không tốt từ lâu nay, tôi muốn có gia đình hạnh phúc, ấm áp như gia đình cô. Thật là ghen tị. Thật á? À, anh ghen tị với cái nghèo đói của nhà tôi sao? Anh sẽ phải nghỉ học từ sớm, phải chăn nuôi và làm ruộng, không có xe ô tô để đi lại nữa kìa. Tôi đâu cần mấy thứ đó chứ, cái tôi cần là tiếng cười của mọi người trong nhà, từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi được vui vẻ giống như cô chuyện gì cũng có thể nói với bố mẹ cô rất biết cách làm tôi ghen tị lạ thật tôi lại muốn được giống như anh có tiền muốn làm gì cũng được đi học đại học này được ở nhà to như thế này có xe ô tô di chuyển không bị nắng mưa và còn được mọi người coi trọng thế thì cô có thể làm được có cách sao tôi nghĩ là trừ phi tôi trúng vé số không cần vì có một cách dễ hơn đó chính là cưới tôi làm chồng Mọi thứ của tôi cũng sẽ là của cô Thôi anh lo ăn đi Tôi làm gì có cửa với anh chứ Giờ chỉ lo mà trả nợ cho anh đây này Mận vừa nói Vừa gấp thức ăn cho Đăng Khiến anh chỉ biết nhăn mặt để cố gắng ăn cho hết Những lời muốn nói Cũng không thể nói ra với cô Tối hôm đó Sau khi gọi điện về cho bố mẹ và các em Mận tranh thủ lên mạng tìm hiểu Về luật đền bù thiệt hại của người thuê trọ Khi xảy ra cháy nổ và mất cấp Lâu nay vì lo chuyện của bố mà cô không có thời gian để tâm đến cuộc gọi của bà xuân lại khiến cho cô tỉnh ngộ lúc này cái quan trọng nhất là cô không có tiền phải nghĩ cách thương lượng với bà ta chỉ có như vậy mới giúp cô thoát khỏi cảnh nói dối này mỗi khi gọi điện về cho bố mẹ nghe những lời hỏi thăm của mẹ lại khiến cô đau lòng nói dối là thứ cô ghét nhất trên đời này vậy mà nói một lần rồi thành thói quen nếu bố mẹ mà biết chắc là giận cô lắm đang gõ cửa phòng và bước vào những suy tư của mận biến mất cô ngại ngùng còn chưa dám đối mặt với anh sau bữa cơm còn nhanh chóng lên phòng để trốn tránh cô cũng cảm thấy bản thân vô cùng hèn hạ nhưng biết phải đối mặt thế nào đây cô chuẩn bị đi ngủ chưa à tôi ngủ bây giờ anh tìm tôi có chuyện gì căn dặn sao tôi chỉ sợ cô có vấn đề gì thôi căn phòng này hợp với cô chứ vâng thế này là tốt lắm rồi ngày mai anh muốn ăn gì tôi nấu cho anh món gì cũng được cô không để tôi đói là may mắn cho tôi rồi anh đúng là dễ nuôi nhỉ vậy ngày mai tôi nấu món canh cá nhé anh nên ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa à tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện chuyện gì người yêu cũ của cô là khương người sáng nay tôi gặp ở tập đoàn phải không đúng vậy chắc anh ngạc nhiên lắm người đó còn làm chung công ty với anh nữa anh mà gặp đừng quan tâm đến anh ta Ngạc nhiên hơn nữa Vì nó là em trai cùng cha khác mẹ với tôi Mận nghe xong kinh ngạc Đồng tử giãn căng hết mức Như không tin vào lời nói của đang nói Cô đứng dậy bước lại gần anh và hỏi lại Anh nói thật sao? Đúng vậy Tôi chỉ nói cho cô biết Nó không phải người tốt đẹp gì Cả mẹ của nó nữa Nên sau này có đụng chạm với nó Cô nhất định phải gọi cho tôi Hai người là anh em với nhau cơ mà Sao lại có lời nhắc nhở này Tôi phải cảnh giác với anh ta sao? tôi không biết trước kia tình cảm của hai người thế nào nhưng bây giờ nó không còn là người yêu của cô nữa nó đã thay đổi và thay đổi như thế nào thì cô cũng cảm nhận được mà phải không đang dựa lưng vào tường khoanh hai tay nhìn mận một lần nữa mới lên tiếng nói tiếp trước đây nó và bà loan an phận để ba tôi chu cấp và nuôi dưỡng nó học hành lo cho bà ta đầy đủ nhưng dạo gần đây hai người bọn họ đã muốn chiếm đoạt tất cả những gì mà mẹ tôi góp sức xây dựng một gia đình sắp bị phá nát rồi thể ra mọi chuyện như vậy nên anh mới không muốn về nhà thật ngại quá tôi lại mang phiền phức cho anh ý của tôi không phải thế tôi chỉ muốn nói là cô nên cẩn thận với tên khương đó mọi chuyện phải nói cho tôi biết thôi tôi về phòng ngủ đây cô nhớ phải ngủ sớm đừng lo nghĩ gì mọi chuyện đã có tôi lo nói xong đăng nhanh chân bước về phòng khi cánh cửa đóng lại Mận vẫn còn dưng dưng xúc động vì tình cảm mà anh dành cho cô. Sáng hôm sau lúc Mận tỉnh dậy đã hơn 8 giờ. Do quên đặt báo thức nên không kịp nấu đồ ăn sáng cho Đăng. Vội vàng bước xuống phòng ăn. Mận kinh ngạc khi nhìn thấy một phần đồ ăn sáng được Đăng chuẩn bị chìm chu cùng với một lời nhắn nhủ ghi trên giấy nốt. Chúc cô ăn ngon miệng. Mận thật sự choáng ngợp. Anh đối xử với cô như một nàng công chúa thế này. Làm sao mà nỡ rời xa anh chứ? Trong lòng vui sướng vô cùng, mận nhanh chóng lấy điện thoại, nhắn tin cảm ơn Đăng, còn hứa với anh tối nay nấu nhiều món ngon cho anh nữa. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì có một người xuất hiện ngoài cổng nhà. "Chị Trinh đấy à? Chị đến có chuyện gì không?" "Tôi vào nhà được chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cô về chuyện của anh Đăng." "Vâng, mời chị vào. Chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" "Cô ngồi xuống đi, tôi nói nhanh thôi. Chắc cô cũng biết tôi là vợ sắp cưới của anh Đăng rồi chứ?" chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ tôi chỉ là người giúp việc và không quan tâm đến chuyện tình cảm của anh ấy cô không quan tâm nhưng anh ấy thì có cô có biết anh ấy từ chối tôi vì muốn bảo vệ cho cô không ai nói với chị như thế chứ anh ấy chỉ coi tôi là một người giúp việc có hơn chỉ là một người bạn không hề vì cô xuất hiện nên cản trở tình cảm và cản trở sự nghiệp của anh ấy bác tiệp chắc cũng nói chuyện với cô rồi chứ bạn bè mà về nhà nhau ở cùng nhau thế này sao tôi không phải như cô nghĩ và anh đang không hề nói với tôi cô là vợ sắp cưới của anh ấy thật là nông cạn và thiếu suy nghĩ cô nghe cho rõ đây tôi là vợ sắp cưới là con dâu tương lai của chủ tịch tập đoàn việt tiệp gia đình tôi nắm gần một nửa cổ phần của tập đoàn thế nên để vững mạnh hơn trên thị trường bác tiệp đã cho phép tôi toàn quyền quyết định cô đừng ở đây làm phiền đến cuộc đời của anh ấy tôi không hiểu tôi chỉ là người giúp việc tại sao tôi lại ngáng đường của chị tôi nói rõ cho cô nghe đây thứ nhất tôi không tin là có người giúp việc lại ung dung tự tại như cô được anh ấy lo lắng và cho tiền để giúp gia đình cô cô có phải ngu ngốc hay không hả cô không nhận ra tình cảm của anh đang dành cho cô sao thứ hai gia đình cô có biết cô không còn cửa hàng quần áo nào hết cô đang ăn ở tại nhà của một người đàn ông cô nói dối gia đình cô không thấy nhục nhã sao cô điều tra về tôi sao dĩ nhiên những kẻ ngáng đường của tôi đều phải có điểm yếu cô bây giờ còn nợ nần rất nhiều nơi cụ thể là số tiền một tỷ cho bà chủ nhà trọ Tôi muốn biết cái gì Chỉ cần bỏ ra một chút tiền thôi Đơn giản Cô nói nhiều như vậy làm gì Rốt cuộc cô muốn gì Trình cười nhếch mép Thong thả lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho Mận Giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều Trong này có hơn một tỷ Mật khẩu là 6 số không Số tiền này vừa để cô trả nợ Vừa để cô rời xa anh Đăng Tôi giúp cô cũng giống như giúp anh Đăng Cô có biết anh ấy đang phải tranh giành với ai không Là em trai cùng cha khác mẹ đấy Mẹ anh ấy cần chỗ dựa và giữ gìn một gia đình hạnh phúc Cô ở đây cản trở anh ấy nhiều lắm Cô có hiểu không Chị sai lầm thật rồi Tôi không quan trọng đến mức phải đưa một tỷ cho tôi đâu Không sao Đây là phương án nhẹ nhàng nhất Cô không lấy thì cuối cùng cô cũng phải đi Và cô cũng bị người ta truy đuổi về tận quê của cô Lúc đó bố mẹ cô sẽ rất tự hào Về đứa con ngoan của họ nhỉ Tôi cho cô thời gian là một tiếng đồng hồ Để thu dọn đồ đạc Sau một tiếng cô không rời khỏi đây Tôi sẽ cho người về quê của cô Loan tin cho bố mẹ cô biết cô là người cướp chồng của tôi Tạm biệt Trinh rời đi, đi phải rất lâu Lâu sau đó Thế nhưng Mận vẫn còn chưa cử động được cơ hàm Cô khó thở, hai mắt cứ chân chân Nhìn về khoảng không vô định Thế này là cô ta ép người quá đáng Cô có làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt này chứ Mận cầm chiếc thẻ ATM Đứng dậy bước lên phòng Cô sợ bố mẹ mà biết chuyện sẽ giận cô Sẽ thất vọng và không còn niềm tin dành cho cô nữa rời khỏi nhà của Đăng với một chiếc ba lô nhỏ, một dòng chữ ngắn ngủi được để lên bữa ăn sáng còn nguyên vẹn. Mận rời đi để Đăng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua. Sau này, nhất định tôi sẽ trả lại cho anh số tiền tôi nợ anh. Tạm biệt. Đăng đứng trong phòng bếp, đọc được những câu từ ngắn gọn này, đã là mấy tiếng sau đó. Anh vội vàng bấm điện thoại gọi cho Mận, nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ phản hồi nào đang mở điện thoại check camera và nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra sáng nay. Ánh mắt đầy căm phẫn hiện lên rõ mồn một, một. Anh lập tức gọi điện cho Kiều Trinh. Cô đã nói gì với cô ấy, hả? Em chỉ nói những gì cần nói thôi. Anh thấy rồi đấy, cô ta không từ chối tiền em đưa. Ai cho phép cô đến đây và làm loạn hả? Cô chán sống rồi phải không? Anh Đăng, anh bình tĩnh đi. Anh nên biết cái gì đúng, cái gì sai. Cô không có tư cách lên mặt dạy đời tôi cô đã nói gì cô đã làm gì khiến mận rời đi thì ra anh không hề biết cô ta nhìn thấy tiền là sáng cả mắt lên rồi anh đừng mù quáng nữa cô ta chỉ lợi dụng anh thôi cô im ngay nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không để cho cô yên thân đâu này này là tôi được lệnh của bố anh anh đừng có mà đang về đến nhà thấy ông tiệp và bà nhàn đang ăn cơm anh hùng hổ xông vào nhà bếp không thèm chào hỏi mà nói thẳng với ông tiệp bố đã làm gì cô ấy Láo xược Mày không còn xem ai ra gì nữa rồi đấy Vì một con đàn bà mà mày quát bố mày thế hả à? Tại sao bố làm thế Tại sao bố cho Trinh kết thẩm quyền Làm tất cả mọi chuyện như thế Mày thật ngu ngốc Nó là vợ của mày sau này Mày nên vun vén tình cả với nó Chứ không phải chạy theo cái đứa nhà quê kia Bà Nhàn đứng hình từ nãy tới giờ Miệng há ra mà không thể chen vào Cuộc tranh cãi của hai cha con Cuối cùng bà chạy lại gần Đăng Nếu cánh tay của anh này nỉ Kìa Đăng con bình tĩnh mọi chuyện ngồi xuống rồi nói chuyện mẹ à mẹ làm ơn hãy sống vì con được không tại sao cứ bám víu lấy ông ấy chứ ông ấy sắp đưa thằng con riêng về đây rồi mẹ nhu nhiều thế này chỉ có khổ thôi đăng con không được hỗn ngồi xuống đây bình tĩnh lại mẹ xem nào con không bình tĩnh được cô ấy đã cứu con một mạng vì con mà bị phóng hỏa cả cửa hàng vì con mà chịu bao nhiêu tủi nhục bố mẹ không hiểu cho con còn làm khổ cô ấy bố mẹ không biết suy nghĩ hay sao ông tiệp thật trướng tai khi nghe những lời sướt mướt của con trai mình ông đứng dậy quát cả hai mẹ con bà nhàn cầm ngay mày bị nó bỏ bùa hả tao làm tất cả là vì mày vì hai mẹ con nhà mày đấy không bố nhầm rồi bố làm vì bản thân bố sự ích kỷ của bố thôi con không về công ty làm nữa bố cứ giao cho thằng con quý hóa của bố đi từ nay con sẽ sống cuộc đời của con đang dứt khoát chạy khỏi nhà nhưng bà nhàn còn cố chạy theo níu kéo van xin anh quay lại con bảo xin lỗi bố ngay sao con có thể nói như vậy với ông ấy chứ mẹ à con rất thương mẹ nhưng mẹ lại không nghĩ cho con đó là người đàn ông của mẹ mẹ chọn thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình con cũng có lựa chọn của con con sẽ không đến tập đoàn và không về nhà nữa mẹ giữ gìn sức khỏe con đi đây đăng à đăng bà nhàn dù có chạy theo để gọi đến khản cả cổ thì anh cũng không một lần ngoái lại bà chỉ biết thất thần nhìn theo bóng dáng con trai khuất đi sau con đường dài. Chạy xe suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đang cũng đến gần nhà Mận. Tắt máy đi bộ vào ngõ nhà cô. Đứng từ phía xa, chỉ thấy cả nhà cô đang quây quần ngồi bên nhau, nói chuyện vui vẻ. Những chén nước chè, đầy rồi lại vơi. Chú hàng xóm sang chơi cờ tướng với bố Mận. Chiếu tướng thắng cờ, tiếng cười vang vọng khắp con ngõ nhỏ. Chỉ không thấy bóng dáng của Mận đâu. Đứng chờ đợi, đang gọi và thấp thỏm lo âu đã quá khuya rồi mà không thấy cô xuất hiện đang biết cô không về nhà vậy thì cô có thể đi đâu được chứ anh có lỗi với cô anh phải tìm cô để nói rõ lòng mình lúc này anh phải thể hiện tình cảm và giữ cô lại bên mình mận ơi dậy ăn sáng này con cô mua bánh cuốn cho mày đấy dạ con ra ngay ạ sáng sớm thức dậy tại quán cơm của cô thắm tối qua sau khi rời khỏi nhà đăng Mận đã nhớ đến quán cơm bình dân mà trước đây cô và Liễu đã từng làm việc. Và cũng kết bạn thân thiết với nhau từ nơi này. Cô Thắm rất tốt với hai đứa, xem Mận và Liễu như con gái. Vì hai vợ chồng cô Thắm cũng không có con cái vướng bận gì. Cô chú chỉ quây quần bên quán cơm này, sống hạnh phúc bên nhau như vậy suốt 16 năm qua. Mận làm vệ sinh cá nhân xong, thể ra bếp nói chuyện với cô Thắm. Con xin lỗi, hôm qua con thức khuya quá, nên sáng nay không dạy phụ cô đi chợ được có gì phải xin lỗi ăn sáng đi rồi vào nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi ra đây phụ cô con không sao đâu ăn xong con phụ cô nhặt sau chú bác đi đâu rồi cô ăn sáng xong thì đi chở than rồi kiểu gì chả mua kem cho mày cô chú đúng là số một à ăn sáng xong mận ngồi phụ nhặt sau với cô thắm hai cô cháu ôn lại những chuyện ngày xưa thời gian trôi nhanh quá chỉ tiếc một điều là vợ chồng cô chú chạy chữa mãi mà vẫn chưa có con thấy cô thắm thở dài mận chỉ biết động viên an ủi cô cô đừng buồn rồi mai mốt em nó xuất hiện sợ cô với chú không đủ tiền mà nuôi ấy chứ chà bố cô chỉ được cái lẹo mép chú bác về ngay sau đó và mua cho mận một hộp kem mà cô thích ăn cả nhà ba người cười nói vui vẻ mận cũng xin cô chú cho mình ở lại quán phụ việc khi nào ổn định cô mới rời đi tối đó ngồi trong phòng nhỏ mận luống cuống mở nguồn điện thoại cô phải gọi cho bố mẹ để họ không nghi ngờ lo lắng mẹ à bố mẹ ăn tối chưa ăn từ chiều cơ ăn sớm rồi để bố con uống thuốc chưa bán hàng có được không con dạ cũng ổn mẹ à hôm nào tái khám cho bố con về đưa bố đi cùng mẹ nhé chưa giờ con bận cũng không về được ờ cứ lo làm việc mẹ với bố vẫn ổn tiền con đưa vẫn còn yên tâm con à bố mà nhớ lại mọi chuyện mẹ bảo hai đứa gọi cho con nha con sợ bố nhớ ra mọi chuyện lại qua nhà chú Hùng gây sự Cái này con đừng lo Hai anh em hàng xóm hôm nào cũng uống nước chè đánh cờ Xem chừng thân nhau lắm Thế thì con yên tâm rồi Con có khách rồi Con gọi cho mẹ sau nhé Mận cúp máy vì sợ nói dối quen miệng Cô thấy có lỗi với bố mẹ Thấy bản thân bất tài Thấy mận thất thần Cô thắm gõ tay lên cánh cửa bước vào Sao thế kia cháu gái Cô chú chưa nghỉ ạ à? Cháu không sao Chỉ là buồn một chút có những chuyện cháu không thể nói cho bố mẹ biết Họ luôn nghĩ cháu mạnh mẽ Cháu không thể khiến họ thất vọng Từ hôm qua tới giờ Cứ như người trên trời rơi xuống Tóm lại là chuyện gì kể ngay cho cô nghe Cháu gặp chuyện gì Nhanh lên không cô giận bây giờ Mận đành kể hết mọi chuyện xảy ra cho cô Thắm nghe Kể cả chuyện gặp gỡ giữa cô và Đăng Sau khi nghe xong Cô Thắm mới tỏ tường mọi chuyện Cô ngồi lên trên giường Đặt tay của mình lên tay của Mận Giọng nói nhẹ nhàng vậy là cháu giấu bố mẹ cháu sao làm vậy đâu có tốt nhưng cũng không thể làm khác được cái vụ bà chủ nhà kia để cô chú giúp đúng rồi đây, cô chú sẽ giúp cháu chú bác lúc này cũng từ bên ngoài bước vào đặt tay lên vai của vợ rồi tiếp tục nói với mận cháu cũng biết hoàn cảnh của cô chú rồi cô chú không có con cái gì nên cũng dành dụng được một ít tiền để đi qua nước ngoài tìm đứa con nhưng bây giờ thấy cháu cần tiền hơn gấp gáp hơn nên cô chú cho cháu mượn Cô chú nói thật à Cháu không biết phải nói gì Cô chú cũng xem mày như con gái trong nhà Nhưng mà bây giờ ngồi xuống đây Cô chú bàn với cháu một chuyện này Ba người quê quần bên nhau Cùng nhau đưa ra những phương án hợp tình hợp lý nhất Để có thể giúp Mận Trong vụ kiện với bà chủ trọ Chú bác còn cho rằng Bà Xuân thấy Mận trẻ người non dạ Nên mới bắt nạt Chú bảo Mận yên tâm Cô chú sẽ giúp Mận đòi lại công bằng đang trở về nhà với sự thất vọng tràn trề, công việc vứt ngổn ngang một bên, anh không còn tâm trí để tâm đến khương hay bà loan nữa. Anh bước nhanh vào phòng của mình, đưa mắt qua bàn trang điểm thì thấy một chiếc thẻ atm còn nằm trên đó. Anh biết mà, anh hiểu cô mà, cô không bao giờ vì những đồng tiền mà vứt bỏ tình cảm. Anh điên cuồng cầm lấy chiếc thẻ và tiếp tục chạy ra xe. vừa chạy anh vừa gọi điện cho cô. Mày tìm định vị ngay số điện thoại anh mới gửi, nhanh lên cho anh. Vâng, anh cho em 5 phút Từ đèn nhanh chóng nhận lệnh Và sai người truy tìm định vị của Mận Rất nhanh đã có câu trả lời cho Đăng Ngay lập tức Đăng phóng xe như điên đến gặp cô Đăng đứng giữa phố Hai tay chống lên hông Và bắt đầu gọi tên của cô thật lớn Mận ơi, em ở đâu? Ra đây gặp tôi ngay Ngọc Mận, tôi yêu cầu em ra đây gặp tôi Em có nghe hay không hả? Mận, Mận ơi Đứa nào thế hả? Gọi cái gì đêm hôm thế này gọi hồn ma hả bị điên hả ngáo đá hả mận anh biết em đang ở gần đây em ra gặp anh đi ngọc mận lập tức ra đây gặp anh nhanh lên cô thắm thấy hàng xóm ồn ào cũng bước ra ngoài xem thử thấy có chàng trai tìm mận cô thắm cũng hiểu vấn đề vào gọi phòng của mận ngay lập tức này mận ơi ngủ chưa có người đang tìm cháu kia kìa dạ cháu chưa cô ạ à? cháu đang xem mấy bài báo có chuyện gì thế cô ai tìm cháu ạ à? Chạy ra đầu ngõ đi Có người làm loạn tìm cháu đấy Ra kéo nó đi Để cho mọi người còn ngủ sớm Mai còn thức dậy sớm để chuẩn bị hàng chứ Vâng vâng, cháu ra ngay Mận chạy ra khỏi nhà Kinh hãi khi nhìn thấy Đăng Quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù Tay chống nảnh để lộ cả gân cổ đung đưa Khi cố gọi tên của cô Mận chạy vội đến chỗ anh đứng Không nói không rằng kéo tay Đăng ra đầu hẻm Đến khi tiếng chửi bới của mọi người ngớt đi Cô mới quắc mắt chào hỏi anh Anh đang làm cái quái gì thế Anh có biết mọi người phải dậy từ 3 giờ sáng Để đi chợ buôn bán hay không Anh tính làm càn cái gì ở đây hả Anh có vấn đề về thần kinh hả Mặc kệ cho Mận la mắng trách móc Thậm chí dùng bạo lực với anh Anh bất chợt ôm lấy cô Im lặng và im lặng Anh bị làm sao đấy, anh có chuyện gì chứ Mận, theo tôi về nhà Nhà ư, nhà nào Tôi làm gì có nhà mà về Hành động vừa rồi của anh đã làm tôi phát điên anh có biết hay không? Tại sao em không ăn sáng? Tôi nấu cho em cơ mà, em dám bỏ bữa sao? Tầm huyết cả buổi sáng của tôi, vậy mà em không trân trọng nó, em giỏi thật. Mận cứng họng vì chuyện anh nói chẳng liên quan gì đến chuyện anh đến đây cả, còn thay đổi cả cách xưng hô, Mận bị sốc thật rồi. Anh đến đây để hỏi xem vì sao tôi không ăn sáng ấy à? Đúng thế, theo tôi về nhà, em phải ăn sáng do tôi nấu. Anh đừng thế này nữa, anh về đi, đừng phiền tôi nữa tôi và anh không thân thiết đến mức phải ôm nhau vậy đâu không phải như thế anh thích em rất thích em mận à chúng ta không thể xa nhau vì lý do vớ vẩn nào đó được những gì trinh nói với em hoàn toàn là sai sự thật em phải tin tôi chứ anh nói thích tôi nhưng anh đâu có hỏi xem tôi có thích anh hay không tôi không hề thích anh tôi ở trong nhà của anh thật sự rất phiền phức hết bố anh rồi đến vợ sắp cưới của anh làm phiền đến tôi Tôi xin anh buông tha cho tôi, anh đi về đi. Em thật sự không có tình cảm với tôi sao? Đúng vậy, tôi chỉ ở bên anh vì mang ơn anh giúp gia đình tôi mà thôi, tôi sẽ trả nợ cho anh sau, anh về đi. Lúc nào em cũng đuổi tôi, em thật hèn hạ khi không dám đối mặt với tình cảm của mình. Tôi biết em thích tôi, chỉ là em run sợ, tưởng em bản lĩnh thế nào, hóa ra chỉ là một kẻ nhút nhát. Tôi có thế nào cũng được, không liên quan đến anh tôi không muốn bị bạn gái của anh dọa nạt ảnh hưởng đến cả bố mẹ của tôi hèn nhát cũng được miễn họ được sống yên bình anh và tôi hoàn cảnh quá khác nhau anh nên về với cuộc sống của anh đi từ khi gặp anh tôi mới là người xui xẻo lần này thì mận quyết định dứt khoát chạy vào nhà những giọt nước mắt kìm nén cũng phải tuôn trào đang đứng đó cứ vậy nhìn theo bóng lưng của cô mận nằm trên giường lo lắng trời mưa mỗi lúc một nặng hạt cô bật nguồn điện thoại lại hy vọng anh không giận mà sẽ gọi điện cho cô nhưng chờ mãi không có cuộc gọi nào mận vội vàng cầm chiếc ô chạy nhanh ra đầu ngõ nhưng bóng dáng của đăng không còn ở đó nữa chỉ có cơn mưa lớn hắt thật mạnh vào ánh đèn đường hiu quạnh vậy là hết thật rồi là tại cô mà do cô cự tuyệt anh mà cớ sao cô lại đau lòng chứ đăng sau một đêm ngâm mình dưới mưa sáng dậy uể oải cầm vội điện thoại không hề có cuộc gọi nào của cô chỉ có rất nhiều cuộc gọi của ông tiệp của bà nhàn nghĩ suy một hồi đang bước ra nhà tắm lấy máy sấy làm cho tóc khô sau đó anh bỏ máy sấy vào nách của mình sấy cho mấy sợi lông khô nóng tiếp theo anh lấy cặp nhiệt độ kẹp vào nách thật không ngờ lại hiệu quả đến như vậy nhiệt kế dừng lại ở mức 39 độ C Đăng nhanh tay chụp ảnh và gửi tin nhắn cho Mận cho dù có phải chết tôi nhất định phải bày tỏ với em tôi thích em Mận cả đêm mất ngủ cầm điện thoại nhưng không dám gọi hay nhắn tin cho Đăng lúc này nhận được tin nhắn của anh với nội dung hoàng hồn, cô thất thần vứt mớ rau xuống đất, chạy vào phòng bằng chiếc áo khoác rồi nhanh chân đến nhà Đăng trước sự ngỡ ngàng của chú bác và cô thắm. Sau khi thấy quá nhiều cuộc gọi cho mận, Đăng biết rõ cô sẽ vì anh mà xuất hiện, cô nhất định sẽ đến và chăm sóc cho anh. Nghĩ vậy, anh chạy xuống mở khóa cổng, ném quần áo tứ tung ra sàn nhà, kéo hết rèm cửa sổ lại, tắt hết các bóng điện và lên giường chờ đợi mận tới. Và sự suy đoán của Đăng đã đúng nghe tiếng bước chân vội vàng của Mận từ xa. Đang cắm máy sấy và tranh thủ nạp năng lượng điện cho nách của mình. Chỉ vài giây, nách của anh lại nóng như nửa đốt. Ném cái máy sấy vào ngăn tủ. Đang kẹt chặt lấy nách của mình như sợ hơi nóng bay đi mất. Anh nằm xuống giường đắp kín chăn. Này anh kia, anh bị làm sao thế này? Anh có nghe tôi gọi không? Cô là ai? Sao cô lại vào nhà tôi? Anh có làm sao không? Tôi đưa anh đi bệnh viện. Nào ngồi dậy được chứ? Cô là ai? Cô đi ra đi Cô tránh xa tôi ra Cô đừng có giả nhân giả nghĩa Lúc này chàng trai gian xảo kia Trong lòng cười đến nở hoa Nhưng phải mạnh mẽ nín nhịn Vẫn tiếp tục rên rỉ và nói bằng giọng uất ức Cô đi về đi Cứ kệ tôi Không cần cô thương hại Đi đi Anh ngoan nào Xong rồi đây Hôm qua anh dầm mưa phải không Sao người lớn mà còn hành hạ mình như kẻ ngốc thế hả Nhiệt kế gần 39 độ Mận một lần nữa cuống quýt tìm điện thoại gọi cấp cứu Nhưng còn chưa kịp hành động Cô liền bị Đăng kéo mạnh Cả thân hình bỗng chốc đè lên tấm thân nóng hổi của Đăng Anh ôm lấy cô Hơi thở nặng nề vang lên Đừng gọi Em là bác sĩ của tôi cơ mà Anh đang sốt cao phải đến bệnh viện Nếu không sẽ bị co giật Muộn rồi tôi đang co giật rồi Em phải ở bên tôi để chữa trị giúp tôi Tôi phải làm gì Anh đừng nói nhảm nữa Anh thả tôi ra đi Tôi đưa anh đi bệnh viện làm ơn nằm im một chút đối với tôi bây giờ em chính là liều thuốc tốt nhất làm ơn cứ vậy đang ôm chặt lấy cô vùi mặt cô vào lòng mình bận cũng không kháng cự nữa cô thả lòng mình hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn anh mệt thế nào tôi nấu cháo cho anh ăn rồi uống thuốc nhé em lo cho tôi sao đêm qua em cự tuyệt tôi mà thì tôi sợ lỡ như có chuyện gì xảy đến với anh cùng với tin nhắn anh gửi cho tôi công an mà vào cuộc điều tra có phải là tôi sẽ bị liên lụy không chứ thì ra là cô sợ gặp rắc rối bây giờ tôi không sao rồi cô về đi anh lại giận tôi chỉ vì tôi nói thật sao có một chuyện cô không nói thật chuyện gì chứ chuyện về con tim của em rõ ràng nó thổn thức vì tôi lo lắng cho tôi nhưng vì sao em trốn tránh chứ vừa nói đang vừa lật người cô nằm xuống dưới thân của mình tư thế ám muội này khiến cho mận ú ớ không thể thốt thành câu anh nhầm rồi tôi không hề quan tâm anh hành động của em đã bác bỏ hoàn toàn lời nói của em rồi em không thể chạy trốn tôi mãi được anh làm gì thế hả anh thả tôi ra ngay vì em là của tôi từ giây phút em cứu tôi một mạng em đã là của tôi rồi ngay giây phút mận đang còn bất động vì những lời khẳng định chắc chắn của đăng thì anh đã phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng từ từ mơn trớn hai cánh môi rồi nồng nhiệt tấn công vào khoang miệng của cô cứ vậy mà chìm đắm dây dưa không ngừng mận lúc này cũng buông bỏ sự cứng rắn mạnh mẽ vốn có cô cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn cùng với đăng nụ hôn dài kết thúc mận còn luyến tiếc chưa muốn rời anh bật cười thành tiếng và lên giọng trêu chọc thì ra em đến đây là muốn ăn thịt tôi mục đích xấu xa thật đấy này nhá anh đừng có suy bụng ta ra bụng người anh vừa cưỡng hôn tôi đấy thế cô gái nào vừa hôn tôi đám say thế nhỉ là anh ép buộc tôi tôi không hề muốn nha anh tránh xa tôi ra đổ cơ hội mận bối rối đẩy mạnh vào người đăng khiến anh lảo đảo ra phía sau lúc này thấy anh tỉnh táo có vẻ như hết sốt, mận nhanh chân bước đến sờ tay lên trán của anh một cảm giác mát lạnh xâm chiếm lòng bàn tay không hề có sự ấm nóng mận bất giác hỏi anh hết sốt rồi sao Anh thấy trong người thế nào rồi À thì Nhờ nụ hôn của em Tôi hết sốt rồi Em thấy vi diệu không Vi diệu cái con khỉ ấy Anh đợi tôi một chút Em làm gì thế Tôi hết sốt thật rồi Tôi phải đo lại thân nhiệt cho anh Tôi không tin là có nụ hôn thần kỳ như vậy Đang ôm lấy cô Cảm ơn em vì đã đến Tôi đã đánh cược một lần trong đời Đánh cược cái gì rằng em sẽ đến với tôi những lúc tôi mệt em sẽ xuất hiện và chăm sóc tôi và tôi đã đúng anh có niềm tin như vậy sao anh không nghĩ tôi đã lấy tiền của Trinh đưa và cao chạy xa bay à đúng là chưa bao giờ tôi nghi ngờ em trái tim của tôi quả là kiên định Mẫn quay lại nhìn vào khuôn mặt của Đăng nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn khó nói có chuyện này tôi chưa nói với anh thật ra hôm đó bố anh đã gọi tôi đến tập đoàn ông yêu cầu tôi phải rời xa anh tôi không rõ mọi chuyện nhưng mà rời xa anh là tốt cho anh phải không 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 phải không có em tôi mới khó sống từ bây giờ em không được rời xa tôi dù chỉ là nửa bước nghe rõ chưa thế còn bố anh chị trinh thì sao thì kệ em chỉ cần quan tâm tôi là đủ mình tôi thôi mận cảm động chủ động ôm lấy anh Cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong lòng của cô. Cảm giác này cứ nghĩ chỉ có trong mơ. Một lát sau đó, cô kéo anh xuống bếp, nấu cơm cho anh ăn. Còn không quên kẹp nhiệt kế vào nách cho anh để theo dõi. Nhưng lần này, nhiệt kế chỉ báo gần 37 độ. Tôi sẽ không đến công ty làm việc nữa. Chắc bố tôi sẽ giao hết cho Khương. Tôi sẽ tập trung để kinh doanh, nên em cứ yên tâm. Tôi vẫn đủ tiền thuê em làm giúp việc như vậy có ổn không tôi nghe trinh nói còn mẹ anh nữa anh tính vứt bỏ bà ấy sao em yên tâm mẹ tôi không sao bà yêu bố tôi đến mù quáng điều này tôi di chuyển từ mẹ đấy anh đã yêu anh mù quáng đâu chứ em đây còn gì nào nấu cơm nhanh lên tôi đói lắm rồi hai người cười nói vui vẻ ở một góc nhà bà loan vừa được khương báo tin đang từ bỏ quyền lực bà ta sùng sướng bảo Khương phải cố gắng làm việc và lấy lòng ông tiệc con thấy chưa bây giờ chỉ có con bên cạnh ông ấy sẽ yêu thương con hãy chăm sóc ông ấy chú đáo cho mẹ con biết rồi nhưng mà mẹ vẫn muốn quay về với bố chứ hay mẹ vẫn đi theo cái lão già tên tài kia cái thằng này dĩ nhiên ông ta chỉ là trò chơi lúc mẹ bơ vơ buồn tình mẹ vẫn muốn về với bố con chứ không lẽ con bắt mẹ buồn tuổi cô đơn suốt 20 năm qua sao thế thì mẹ nên chấm dứt hoàn toàn với ông ta đi con sắp đạt được danh vọng và lấy lại những gì đã mất của mẹ mẹ nhớ lời con dọn đường cho sạch đi biết rồi nói mãi thôi giờ con hãy tỉ tê với ba con đuổi cổ mẹ con bà ta ra đường đi không một xu dính túi mẹ muốn bà ta phải hứng chịu những gì mẹ đã từng trải qua con biết rồi mẹ cứ yên tâm mẹ đừng lộ ra chuyện xấu mẹ từng làm là được không hỏng hết việc của con Bà Loan cứ ừ ừ cho qua chuyện Rồi gọi điện cho ông Tài khoe khoang Mà quên đi hết tất cả những điều Đã hứa với con trai mình Khương cũng tự tin bước vào phòng của ông Tiệp Để nhận các dự án của tập đoàn Thật may mắn Vì ông Tiệp chỉ cho Khương làm việc chung với các giám đốc khác Chưa dám cho anh ta Đứng thầu công trình riêng biệt nào Đối với một người tâm huyết Và khả năng nhìn xa trông rộng Hy vọng ông Tiệp sẽ không để mất tất cả sự nghiệp Vốn dĩ đang tốt đẹp Hy vọng ông biết nhìn ra ai là người tốt với ông lần này anh trai con không làm dự án này con hãy làm cùng với trưởng phòng luân bố hy vọng con sẽ làm thật tốt cảm ơn bố đã tin tưởng con con sẽ làm tốt việc được sao chỉ là sao anh đang lại không nhận vụ này à? thì nó có việc bận bố muốn hai anh em đùm bọc lên nhau giúp tập đoàn lớn mạnh mà sao khó quá bố yên tâm và tin tưởng ở con nhất định con không khiến bố thất vọng bố còn có con mà bố đừng buồn ừ bố hiểu Giả như thằng Đăng nó cũng hiểu chuyện như con Thôi con đi làm việc đi Sau khi Khương rời đi Ông Tiệp liền lấy điện thoại để gọi cho Đăng Nhưng chỉ có tiếng chuông ngân dài Ông gọi ngay cho bà Nhàn Để gian dạy cả mẹ và con Thế bà gọi cho thằng con trai quý tử của bà chưa Tôi gọi Nhưng con chưa nghe máy Ông có phải đã quá đáng chèn ép con trai hay không Chúng ta phải đặt mình vào vị trí của con ông à Không nói nhiều Trong vòng ngày mai Nó không đến tập đoàn tiếp tục làm việc tôi sẽ đưa hết cổ phần cho thằng khương lúc đó đừng trách tôi vô tình kìa ông không để cho bà nhàn nói tiếp ông tiệp lạnh lùng tắt máy bà nhàn lại tiếp tục gọi cho con trai đúng như những gì bà nghĩ đăng không nghe máy bà lo lắng sốt ruột sợ mất hết tài sản vào tay mụ loan bà vội vàng cầm túi sách đến nhà của đăng hy vọng chút tình cảm mẹ con sẽ khiến cho anh suy nghĩ lại đứa con trai này từ bao giờ lại không còn nghĩ đến cảm nhận của bà chứ nghe tiếng chuông cổng mận chạy ra xem thử cô nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi khuôn mặt phúc hậu dạ cháu chào bác bác tìm ai ạ tôi là mẹ của thằng đăng còn cô là ai dạ cháu là sao thế con trai tôi ăn ở chung với cô thế mà nó lại không cho cô một danh phận sao cái thằng này phải ăn đòn mới được dạ Bác nói thế có ý gì à Ý gì ở đây nữa Cô không mời tôi vào nhà hay sao Dạ vâng cháu mời bác vào trong Dạ thưa bác Anh đang ra ngoài có chút việc từ sớm Cháu mời bác uống nước Để cháu gọi xem anh ấy xong việc chưa à Cảm ơn cô Thế cô gọi nó giúp tôi Chứ bố mẹ gọi nó có thèm nghe đâu Vâng bác đợi cháu một chút Mận nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Đăng Anh nghe máy rất nhanh Sợ cô gặp chuyện anh còn hỏi dồn dập em gặp chuyện gì sao ai đến cổng làm phiền em phải không dạ không phải có ba cái đến tìm anh anh về luôn có được không mẹ tôi không làm khó gì em chứ em đừng sợ tôi về ngay đang sợ cô bị bà nhàn mắng nhiếc nên vội vàng giao việc lại cho tư đen và nhanh chóng lấy xe phóng đi dạ thưa bác gái anh đang bảo là sắp về rồi đấy ạ à? cô ngồi xuống đi Tôi cũng muốn nói với cô vài điều Mận chắp hai tay vào nhau Ngồi lặng lẽ một góc trên ghế sofa Để nghe bà Nhàn nói tiếp Cô đừng sợ Tôi không làm gì cô cả Tôi tên là Nhàn, là mẹ ruột của thằng Đăng Cũng là người thương yêu nó đến tận xương tủy Nhưng mà nó lại không thương tôi Nó bỏ nhà ra đây ở riêng Chỉ vì không hiểu được tấm lòng của mẹ nó Dạ thưa bác Cho phép cháu nhiều chuyện một chút Sự thật là anh Đăng rất yêu thương bác những gì anh ấy làm đều vì hạnh phúc của bác đấy ạ thế mà tôi lại không biết điều đó nó làm gì cũng âm thầm lặng lẽ đến cả việc từ chối làm việc ở công ty từ chối cưới một cô gái tốt cho nó và phớt lờ cả lời nói của mẹ vậy mà cô bảo là nói yêu tôi cô thấy có vô lý không cháu chỉ biết anh ấy muốn được đi trên đôi chân của mình được tìm kiếm hạnh phúc đơn giản và hiện hữu ý của cô là hạnh phúc của nó khi sống với gia đình là không hiện hữu không có thật hay sao dạ cháu không dám nói thế chỉ là bác chưa cho anh ấy cơ hội để bày tỏ tình cảm và khiến bác tin tưởng thôi ạ à? nói vậy là cô tin tưởng nó tôi có nghe cái trinh kể về cô tôi không chê trách gì cô cả vì tôi cũng biết tình yêu có sức mạnh diệu kỳ thế nào tôi chỉ mong cô nếu như là một phần quan trọng của đăng thì hãy khuyên nó trở về tập đoàn hay biết cái nào đúng, cái nào sai. Tôi không phản đối chuyện yêu đương trai gái của hai đứa, nhưng phải nghĩ đến tương lai sau này. Bác nói vậy có nghĩa là bác đồng ý cho cháu và anh đang quen nhau ấy ạ? À? Tôi hiểu tính con trai tôi, nó giống tôi y đúc, yếu đuối, quỷ lụy trong tình cảm, thì liệu có cấm được nó hay không? Nhưng với điều kiện, cô phải khuyên nó về công ty. Chuyện của cai trinh, tôi sẽ khuyên nhủ với bố nó. Cô và tôi đều sẽ giữ được người đàn ông của mình cô đồng ý chứ Mận còn chưa kịp trả lời đã nghe giọng nói gắt gỏng của ai kia Còn không đồng ý Đang bước chân vào nhà và nói giọng điệu vô cùng quả quyết Anh sợ bà nhàn hành động tức giận nên vội chạy đến cầm lấy cốc nước trên bàn giấu xuống gầm sàn gạch không chần chừ cầm lấy tay của Mận đứng dậy Bà nhàn từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng bà chỉ biết chú mắt nhìn và ấp ống mãi mới thành câu Sao con lại hành động như thế cái thằng này Mẹ đến đây làm gì ạ? À? Nếu mẹ muốn con về tập đoàn Con không về đâu Mẹ đừng rũ rũ thêm cả cô ấy Vô ích thôi ạ à. thì con tính thế nào đây? Con muốn để đứa con riêng kia lộng hành sao? Bố con rất tức giận Nên lúc nào cũng chỉ triết mẹ Vì không biết dạy con Con muốn mẹ phải sống thế nào đây? Rõ ràng ông ta không yêu thương mẹ Có cả con riêng bên ngoài Vậy mà mẹ vẫn yêu và ở bên cạnh ông ta Mẹ có bị làm sao không? Vì cái gì hả mẹ? vì tình yêu chuyện tình cảm khó nói lắm con trai ạ à. con cũng yêu cô gái này bất chấp tất cả còn gì mẹ bảo con rời xa cô ấy liệu con có chấp nhận hay không mẹ đừng so sánh với con tình yêu của mẹ thật mổ quáng mẹ điều tra bà ta mấy chục năm qua Để phòng bà ta nhưng cuối cùng bố cũng đón bà ta về nhà thôi một người máu lạnh như bố chỉ có công việc và yêu bản thân của mình mà thôi mận đứng đó bàng hoàng khi không thể hình dung được mẹ con đăng lại tranh cãi nảy lửa như vậy cô muốn chen ngang nhưng không biết phải nói gì thôi được rồi mẹ về con cứ suy nghĩ đi nếu ngày mai con không đến tập đoàn mẹ cũng coi như không cần đứa con trai như con bà nhàn cầm túi sách ra về bước chân vội vàng khác hẳn lúc bà ấy đến đây đang chạy theo mẹ nhưng bà đã lên xe và đi mất dạng anh thở dài quay vào trong nhà nói với mận mẹ anh có mắng chửi em không có đưa tiền cho em Bắt em rời ra anh không Kìa anh bình tĩnh Bà gái không làm gì em hết Còn trách anh đấy Trách anh thì đúng rồi Vì anh bỏ nhà đi Chuyện này không có gì mới Không phải chuyện này Mà là chuyện khác Chuyện gì thế Nói anh nghe đi Mẹ bảo Ăn ở chung nhà Vậy mà anh không cho em một danh phận Bà hỏi em là ai Em không biết là ai trong cuộc đời của anh cả Ơ ờ, hay Em là bạn gái của anh sau này là vợ của anh lần sau ai mà hỏi cứ mạnh dạn trả lời như thế nghe chưa anh chắc chưa không được hối hận đâu đấy tuân lệnh thưa cô từ bây giờ anh cũng thay đổi cách xưng hô thôi chứ không có người lại khóc hư ai thèm khóc em chỉ mong anh suy nghĩ lại lời nói của mẹ anh thôi em thấy bác thương anh lo cho anh lắm đấy đang chỉ cười chứ không nói thêm anh ôm cô vào lòng mình anh muốn bù đắp che chở cho cô thì nhất định anh sẽ làm làm đến hơi thở cuối cùng trong phòng của ông vinh nghe tin con gái nói lại rằng con rể tương lai dám chia con gái của ông một cô gái xinh đẹp giỏi giang như trinh mà cái thằng có mắt như mù dám từ chối hôn ước ông vinh tức giận đập mạnh tay xuống bàn thế thì bố phải khiến cho nó mãi nhớ bài học lần này nó tưởng là thoát được hay sao nó có thể chạy trốn nhưng bố nó thì không bố à Bố có làm gì cũng nên kín đáo một chút Con không muốn anh ấy hận con Con gái của bố cứ yên tâm đi Mà khổ thật sao con cứ phải chọn nó chứ Không hợp nhau thì cưỡng cầu làm gì Không được đâu ạ à. Con cần anh ấy Bố giúp con đi mà Vậy thì chiều con gái cưng thôi Ai bảo con là con gái của bố chứ Trình cười hà dạ Hôn lên má của ông Vinh một cái thật mạnh Rồi sách túi ra về Bước ra khỏi phòng Cô lại bắt gặp Hương Nhìn hắn có nét gì đó rất giống đăng Cô cũng lân la và bắt chuyện Cho dù cũng chẳng biết làm điều đó thì được gì Chào cậu Cậu chắc là em chồng tương lai của tôi nhỉ Cô là Trinh sao Người chị dâu trong truyền thuyết đây sao Không dám Sau này cũng là người một nhà Hy vọng cậu chiếu cố cho tôi một chút Chị dâu xuất hiện Chắc để cứu mang anh trai tôi rồi Cũng hy vọng anh trai tôi biết nhìn thấy núi Thái Sơn Mà bám lấy Gặp lại chị dâu sau nhé Tôi có việc nên đi trước Cuộc đụng chạm chưa đến 5 phút Nhưng lại khiến Trinh nhìn nhận về Khương bằng cảm giác khác lạ Cô cười nhếch miệng rời đi Với những ý nghĩ khó giải đáp trong đầu ngay lập tức à gọi cho kẻ bám đuôi Bắt hắn phải theo dõi Khương Và các mối quan hệ của hắn Trinh cũng muốn biết Khương là kẻ có lòng tham như thế nào Đứa con rơi của ông Tiệp Đúng là không thể coi thường Bà Nhàn quay trở về nhà Với tâm trạng ảo não Suy nghĩ không biết phải nói thế nào với ông Tiệp thì tháng tử riêng của bà lại thông báo cho bà một tin vô cùng quan trọng Thưa bà, tôi đã điều tra thêm bà Loan có qua lại với một người đàn ông tên Tài, là chủ một nhà hàng ở Hồ Tây, tôi sẽ gửi hình ảnh cho bà ngay bây giờ Cảm ơn cậu, cậu tiếp tục điều tra giúp tôi thêm về bà ta và cả cậu con trai của bà ta nữa Vì thông tin hữu ích này, tôi sẽ gửi thêm cho cậu chút tiền bồi dưỡng, mong cậu nhiệt tình giúp tôi Bà Nhàn rất hài lòng về thông tin này Suốt 20 năm qua bà luôn cho người theo dõi và tìm hiểu xem bà Loan có người đàn ông nào không. Nhưng mọi thứ được che đậy quá kín đáo. Bây giờ thì ông trời đang giúp bà, muốn bà lật tẩy âm mưu thủ đoạn của người đàn bà đê hèn, tham lam độc ác đó. Bà phải đòi lại công bằng cho thanh xuân của mình. Sau khi điều tra về Khương, thành quả mà Trinh thu nhận được quả thật rất đáng mừng. À cười hà hê từ sáng đến tối. Phải gặp Liễu trong một cuộc hẹn. Chị gọi tôi ra đây có chuyện gì? Vậy xem ra cô đã biết tôi là ai rồi nhỉ Vậy vào thẳng vấn đề thôi Tôi và chị thì có liên quan gì đến nhau chứ Có chứ Chính là cùng chung một kẻ thù Chị buồn cười nhỉ Biết gì về tôi mà chung kẻ thù với tôi Đừng có vòng vo tam quốc nữa Chị muốn nói gì nhanh lên Tôi còn đi có việc Rất mạnh mồm cô em à Thôi được Một người bận rộn chăm lo cho hai người đàn ông như cô em Thì vất vả lắm nhỉ Chị điều tra về tôi sao Tóm lại là chị muốn gì tôi và cô cùng chung kẻ thù là cô gái tên mận cô ta đang bám lấy chồng sắp cưới của tôi thế thì chị tự đi mà giải quyết liên quan gì đến tôi rất là liên quan vì chồng sắp cưới của tôi là anh trai của khương anh trai cùng bố khác mẹ với bạn trai của cô thì ra là chị sao tôi và khương muốn anh ta mất hết tất cả chị gặp tôi để bắt khương nhường lại cho chồng của chị hay sao ấy không cần khương của cô cứ như vậy mà tranh đấu nói vậy tôi không mất mát gì vì cổ phần của gia đình tôi là 48% trong việc tiệp Không lo nghèo đói, xa cơ lỡ vẩn Nhưng còn Khương của cô thì khác Và ngay chính bản thân của cô với ông Vương kia nữa Vậy chị muốn tôi giúp như thế nào? Trình bình tĩnh ngồi thẳng lưng Lấy ra một sắp ảnh và ném cho Liễu xem cùng Là những bức ảnh chụp mận và đang sống chung với nhau Cùng nhau đi mua sắm và dạo phố Liễu cũng không ngờ đến con bạn của mình Lại có thể cưa cầm một người giàu có và đẹp trai như Đăng trong đầu lại đặt ra một nghi vấn, không lẽ mận có dùng bùa thật? Không để cho Liễu thắc mắc quá lâu, Trinh nói luôn. Tôi cảnh cáo cô ta rất nhiều lần phải tránh xa chồng tôi ra, nhưng cô ta đúng là ăn gan hùm, không sợ sệt điều gì. Tôi muốn cô phải tìm cách nào đó để bố mẹ, anh em họ hàng và các mối quan hệ của cô ta biết rằng cô ta là kẻ thứ ba, là yêu tinh cướp chồng của người khác. Tôi muốn cô ta mất hết tất cả, phải nếm trải cảm giác đau đớn cùng cực thật không ngờ chị lại muốn nó chịu cảm giác giống như tôi muốn được tôi có thể giúp chị nhưng chị cũng hứa với tôi sẽ giúp anh khương đạt được vị trí cao nhất trong tập đoàn và phải giữ bí mật về chuyện riêng tư của tôi được thôi chúng ta có qua có lại nhưng tôi khuyên cô nên từ bỏ một thứ và chỉ nên chọn một thứ thôi tham lam quá rồi đấy tôi tự biết mình phải làm gì tôi cũng muốn nói với cô bạn là đứa rất ghê gớm đã từng bỏ bùa anh khương để mồi chài Thế nên biết đâu được Nó đang cho chồng chị ăn bùa mê thuốc lú của nó đấy Cho nên chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu Tốt Đối thủ đáng gờm Tôi chưa thua ai trong bất cứ trận chiến nào Chỉ mong cô nhớ Nếu cô không hành động và giúp tôi Thì cái tên Khương người yêu của cô sẽ biết bản chất thật của cô Tôi đến đây không phải hợp tác Mà là đưa ra yêu cầu Cô nhớ cho rõ Trinh nói xong đứng dậy rời đi Để lại cho Liễu sự uất hận đến cùng cực Thật sự không ngờ Mận lại may mắn đến như vậy Mồi trài được một kẻ chống lưng Để rồi xem Lần này coi ai có thể cứu được Mận nữa Sự hận thù ghen ghét Ăn sâu vào trong máu của Liễu À phải tính kế thoát thân trước Nếu không con đàn bà tiên trinh này Sẽ hạ gục à trước Suy nghĩ tính kế một hồi Liễu quyết định về nhà của Mận một chuyến Không biết Mận đã nói gì với gia đình Về tình bạn của hai đứa Nhưng à vẫn tin rằng Đối với mấy người nhà quê thì lừa họ dễ như trở bàn tay à cũng quyết định chấm dứt với lão vương để lựa chọn khương một cây bài tốt hơn giúp à có tiền và địa vị trong xã hội ông vương còn vợ già con nhỏ đã đi thời điểm này là vô cùng hợp lý lợi dụng như vậy là đủ rồi Ngày lúc này mận đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị nấu cơm tối chờ đăng đi làm về nên không hề biết những sóng gió đang kéo đến với cô mới tiện tay cho con cá lên chảo để chiên thì bà xuân gọi cho cô mận không còn cảm giác run sợ vì bị đòi nợ nữa thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ thường alo con nghe à mày đang ở đâu đấy ngày mai đến hạn trả tiền cho tao rồi mày chắc cũng chuẩn bị xong rồi nhỉ nghe cái giọng ung dung thế kia cơ mà dạ vâng cháu muốn hẹn gặp cô để nói chuyện và muốn cô gặp một người sau đó cháu sẽ đưa tiền cho cô ngày mai hẹn gặp cô ở quán cà phê hôm nọ có được không ạ à? được thôi mày nhớ mang đủ tiền cho tao tao sẽ mang theo máy đếm tiền đấy cứ đứng trách móc và suy nghĩ đến mấy con cá trên chảo đã có hiện tượng cháy khét lúc này đang vừa lúc đi làm về anh chạy nhanh vào bếp và gọi cho mận thật lớn ơ ờ, cái cô vợ kia định để cháy nhà tôi đấy hả có chuyện gì kể cho anh nghe xem nào em xin lỗi may mà anh về kịp nếu không chắc em đốt nhà thật rồi bà xuân mới gọi cho em đòi tiền nên hơi bực một chút vậy em sắp xếp đi chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này chỉ cần em luôn tin vào anh là được rồi anh tính xem nên tính thế nào ra tòa hay xử lý cá nhân cho gọn gàng em hẹn gặp bà ấy đi anh và tư đen sẽ đồng hành cùng em mận cảm thấy rất vui vì lựa chọn của cô đến giờ phút này hoàn toàn là đúng đắn làm việc gì cũng có đang bên cạnh và giúp đỡ cho cô hai người bàn luận với nhau sau đó cùng nhau nấu ăn cười đùa vui vẻ bên nhau so với những ngày tháng biên khương thì lúc này đây, Ngày giây phút này đây Mận mới thật sự hạnh phúc trọn vẹn Sáng hôm sau theo lệnh của Đăng Tư đen kéo cả tên đút cửa tiệm của Mận theo cùng Bà Xuân nhìn thấy một toán người kéo đến thì hốt hoảng, Mạnh miệng chửi luôn cả Mận Mày định dở cho gì mà kéo theo cả đống người thế kia hả Tính dọa nạt tao chứ gì Bà này không sợ nha con Kìa cô, cứ bình tĩnh Cô ngồi xuống, cháu thưa chuyện với cô Tóm lại là mày đưa tiền cho tao Nhiều lời làm gì Dạ thưa cô Vậy cháu nói luôn cho nhanh Cháu không dọn nạt gì cô cả Nhưng đây là anh Thạch Là người gây hỏa hoạn cho cửa hàng Và không may đốt hết dãy nhà trọ của cô Đây mới là thủ phạm Chứ không phải do cháu gây ra Thì làm sao Từ đèn thấy thái độ của bà Xuân hách dịch Và coi thường người khác Nên anh ngứa mồm nói chen vào luôn Làm sao cái gì Bà ăn nói cho đàng hoàng Chúng tôi muốn nói chuyện nhẹ nhàng với bà mà nhìn cái thái độ của bà xem chị mận chị để em xử lý cho thôi được rồi tôi nghe đây cô cậu nói đi chúng tôi đến đây là muốn cho bà hiểu rõ ai là người gây họa anh ta cũng bị mua chuộc và sai khiến thôi chúng tôi vẫn đang điều tra kẻ cầm đầu thế nên trước mắt tên thạch này là thủ phạm bà muốn gì thì tìm hắn giải quyết nhưng tôi nói luôn với bà dù cho gây ra hỏa hoạn thế nào cũng không có ai bắt phạt một tỷ như bà đâu tôi làm việc với cô ta và chính cô ta viết giấy ghi nợ và ký tên ở đây rồi các người đừng có lật lọng nói chuyện với bà đúng là tốn nước bọt bà nên tìm hiểu một chút về pháp luật của việt nam gây ra vụ hỏa hoạn này chỉ phạt từ 5 đến 10 triệu thôi còn bà muốn người đi tù thì đây tên này sẽ chịu bà hãy kiện anh ta đi tù đi không để cho bà xuân kịp mở miệng từ đen lại nói tiếp lần này khiến đôi mắt bà ta mở to hết cỡ còn ngồi lảo đảo không vững bà không am hiểu về luật mà dám giả danh pháp luật để chèn ép cô mận của chúng tôi bà có biết với tuổi của bà bây giờ có khi bà chết trong tù luôn đấy này các người đừng có ý đông người mà bắt ép tôi thích thì ra tòa ok ok ra tòa thì ra tòa giấy nợ cô mận viết không có ai làm chứng không có quay phim chụp ảnh không có bất cứ tài liệu nào bà nghĩ xem ai tin bà luật sư nào dám bảo chữa cho bà các người được lắm dám bắt nạt một bà già bị mất hết tài sản rồi quả báo sẽ đến với các người. Bà Xuân không giữ được bình tĩnh, đứng phát dậy, hai chân run rẩy nhìn chằm chằm vào Mẫn. Cháu biết cô cũng là người mất mát và bị thiệt hại. Cháu sẽ đền bù cho cô một số tiền và cậu thạch này sẽ cùng ra tòa để làm rõ mọi chuyện. Cô đồng ý chứ à? Thì không phải do mày gây ra hỏa hoạn chứ gì. Thế mày gây tội ác với ai mà người ta đốt quán của mày chứ? Cái này cháu đang điều tra. Nếu cô muốn có thêm tiền thì đợi cháu cháu điều tra ra được cháu sẽ bắt họ đền tiền cho cô cô muốn bao nhiêu cháu đòi cho cô cô nói thật đấy chứ hả đôi mắt bà xuân sáng rực nụ cười lại nở trên môi bà ta ung dung đưa giấy ghi nợ cho mận và nói một câu xanh dần thế thì tôi nể tình cô tôi lấy 500 triệu trước để còn xây sửa lại dãy trọ đây là cái giá rẻ nhất rồi đấy vậy cô làm việc với tên thạch này cháu cũng bị mất cửa hàng và tổn thất nhiều đồ giá trị cháu cũng muốn hắn ta đền tiền Tên thạch lúc này bị tư đen kìm cặp Nên chỉ biết ngồi im một chỗ Không dám hó hé điều gì Bây giờ hắn mới nhìn tư đen miếu máu Anh tư Anh cứu em với Em sẽ làm theo lời anh chỉ bảo Em làm gì có tiền nhiều như vậy chứ Vậy mày khai ra đi Kẻ nào sai mày đốt cửa hàng Là một người đàn ông Ông ta nói rằng phải ra tay nhanh gọn Vì cô mận gây thù hẳn Với một cô gái tên Liễu à Nghe đến tên người bạn thân của mình mận sốc vô cùng cả cơ thể bần thần còn chưa kịp hỏi tiếp thì bà xuân lại góp ý thêm cái gì cơ còn liễu bạn thân của mày ấy hả mận nó đến tìm tao nói xấu mày bắt tao đòi thêm tiền của mày đấy sao lại là nó được chứ mận chỉ nghe mà không nói gì cô đứng dậy trở ra xe ô tô để mọi chuyện cho từ đen xử lý từ đen giải quyết chuyện tiền năm với bà xuân và còn nhờ thạch làm cho anh một phi vụ với một ân nhân giúp đỡ như thế Thạch cũng sẵn sàng giúp đỡ vì hắn cũng không còn nơi để về bằng nhóm tẩy chay hắn người duy nhất để hắn bám víu chỉ còn tư đen mà thôi bà Xuân vừa bỏ tiền vào túi miệng mồm lại nói ra mấy câu chua ngoa ôi dào còn đấy nó còn bảo cái mận bỏ bùa thằng đại gia để săn tiền mở sốt quần áo đấy bạn bè gì mà lại đâm sau lưng nhau như thế chứ nếu cô ta có liên hệ nhờ bà làm gì mong bà gọi điện cho tôi bà phải cùng tôi diễn một vở kịch và bà sẽ không thiệt thòi đâu Tất nhiên rồi Thế các cậu định xử lý nó thế nào Chúng tôi phải đợi chờ ý kiến của cô Mận Chào bà Từ đèn bước ra xe Chờ Mận về nhà Chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cổng nhà ông Thông Liễu hít thở một hơi thật sâu Để thực hiện một vai diễn để đời Cầm túi quà bước xuống xe Liễu dậm dậm chân xuống nền đất cỏ Để không dính bẩn đôi giày hàng hiệu của mình Khuôn mặt trầm buồn Bước vào nhà của Mận Có ai ở nhà không ạ Ai đấy nhỉ có phải cái liễu không con? Dạ, con đây bác, con chào bác ạ. À. Ôi, vào nhà đi con, vào nhà ngồi cho mát. Cháu nghe nói bác trai bị ốm nặng phải nằm viện, mà cháu không qua thăm được. Hôm nay cháu tiện đường đi công tác nên ghé vào chào hỏi hai bác ạ. À. Cháu uống nước đi, có khỏe không? Dạ, cháu vẫn tốt cả, chỉ có chuyện của cháu và mận không được tốt bác ạ. À. Thì hai đứa có chuyện gì khúc mắc, bác cũng không tiện hỏi nó chỉ thấy nhắc đến cháu nó cứ buồn buồn. cháu nói điều này ra bác phải thật bình tĩnh đấy ạ. À. cháu định không nói nhưng biết mà không nói thì cảm thấy khó chịu lắm. có chuyện gì hiểu lầm giữa hai đứa cháu cứ nói với bác. bác tuy nhà quê nhưng cũng là mẹ của cái mận bác sẽ góp ý cho nó. cháu với mận cạch mặt nhau rồi bác ạ. À. lý do là vì mận đi cướp chồng của người khác vòi tiền của họ để mở cửa hàng quần áo rồi ăn chơi đua đòi cháu khuyên can không được nên mới xảy ra chuyện cãi nhau rồi cháu vừa nói cái gì chuyện này là sao chứ cháu nói thật đấy bác ạ à? cháu biết bác sốc nhưng bác phải nghe cháu nói rõ tất cả để hai bác kéo mận về làm lại cuộc đời ông thông nằm trên giường nghe tiếng hét thất thanh của bà viên thì choàng tỉnh ông ngồi dậy nhìn ra bàn uống nước nhận ra có người lạ xuất hiện trong nhà mình ông hỏi luôn bà nó ơi có chuyện gì thế hả Sao bà lại khóc thế kia Cô gái này là ai Ông ơi Còn mận nó Nó làm sao Bà bình tĩnh nói tôi nghe xem nào Bà Viên bật khóc lớn Chỉ biết cầm lấy tay chồng mà quỳ xuống ghế Còn Liễu cũng chẳng nề nang gì À tiếp tục diễn bộ mặt buồn bã Cố dặn ra vài giọt nước mắt Như tiếc nuối cho tình bạn bốn năm trời Như xót xa cho bạn mình Đi vào con đường lầm lỡ Thưa hai bác Cháu cũng hết cách mới tìm đến hai bác để nói chuyện. Cháu coi Mận như chị em ruột. Chuyện xảy ra, cháu không khuyên nhủ được. Cũng thấy một phần lỗi do cháu. Cháu chỉ muốn nói ra, để sau này hai bác biết chuyện không giận, không trách mắng cháu thôi. Chuyện này là như thế nào chứ? Cháu nói rõ cho bác nghe xem nào. Thời gian sống chung với Mận, cháu thấy nó qua lại với người đàn ông tên Đăng, vòi tiền của người đó để ăn chơi tiêu xài, rồi lấy tiền của ông này mở xốp thời trang. Lúc người vợ của anh ta phát hiện thì mận chưa chẽn gặp mặt chị ấy và thẳng thắn nói là ăn ở cùng nhà và cướp chồng của chị ấy cháu khuyên can không được nên mới cãi nhau với mận và nghỉ chơi với nó đấy ạ à. sao cháu không nói với hai bác từ lúc đầu tại sao đến bây giờ mới nói chứ cháu khổ lắm bác ạ à. nó dọa cháu mà nói ra nó sẽ trả thù cháu cái người đàn ông tên đăng kia là người có máu mặt trong xã hội anh ta nghe theo lời mận vùi dập cháu thì cháu làm sao mà sống được ở trên thành phố Cháu xin lỗi. Tuy bây giờ có hơi muộn, nhưng mong hai bác lên Hà Nội kéo nó về, làm lại cuộc đời đi ạ. À? Sao cái mợ lại như vậy chứ? Liễu à, cháu có biết chỗ ở của nó chứ? Cháu chỉ cho hai bác có được không? Vâng, nếu hai bác tin cháu, cháu sẽ đưa địa chỉ cho hai người, nhưng bác đừng gọi điện tra vấn nó, nó sẽ có thời gian giản xếp mọi chuyện. Cháu chỉ giúp hai bác được đến đây thôi. Nói thật, cháu cũng thấy có lỗi lắm liễu vừa nói vừa lấy giấy bút ghi địa chỉ nơi mà mận đang ở rồi đưa cho ông thông cô ta cũng nhanh chóng đứng dậy gạt đi nước mắt cá sấu cúi chào ông bà và bước nhanh ra ngoài trước khi rời đi liễu còn nói với ông thông phải giữ bí mật cuộc gặp mặt này đến phút cuối à vẫn muốn làm kẻ ném đá giấu tay bước ra bến xe liễu nở một nụ cười mãn nguyện gọi điện ngay cho trinh để báo cáo kết quả tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao cô cũng nên giữ lời hứa với tôi hãy chờ xem kịch hay đi sau khi liễu rời đi bà viên vẫn không tin vào sự thật về con gái mình bà đang còn run rẩy ngồi bên chồng thút thít ông thông cũng không biết phải làm gì ngoài an ủi vợ và bàn tính kế hoạch lên hà nội đưa con gái về quê bà đừng khóc ảnh hưởng đến sức khỏe vợ chồng mình lúc này phải thật bình tĩnh còn hư tại cha mẹ phải kéo nó về và dạy dỗ lại là tại tôi ốm đau thế này mới làm hại đến con là tại tôi mới đúng không quản lý nó chặt chẽ thả cửa cho nó đi hoang ai biết nó làm gì trên thành phố chứ vợ chồng mình phải lên đó ngay phải lôi nó về ngay lập tức nói xong bà viên đứng dậy dọn đồ cầm theo ít tiền nhét vào vành quần cho chắc chắn rồi hai ông bà gọi chú hùng trở ra bến xe mận cả ngày không ăn uống gì cô nằm trong phòng suy nghĩ cả đêm mất ngủ vậy mà sáng ra cũng không thể nhắm mắt lại được đang ở phòng bên cạnh cũng hiểu được nỗi lòng của cô nhưng lại không dám làm phiền cô lúc này mãi đến chiều tối vẫn không thấy mận có động tĩnh gì đang mới gõ cửa và bước vào phòng nói chuyện với cô em buồn như vậy đủ rồi đừng tự làm đau mình nữa hãy để tôi ở bên cạnh sưởi ấm cho em được chứ anh lại xưng tôi với em rồi đấy à phải là anh và em chứ không phải tại em nhốt mình trong phòng không cho anh gặp mặt hay sao bình tĩnh lại chưa đói chưa Đi ăn gì cho no bụng nhá Phải no bụng thì mới làm việc được chứ Dạo này em yếu đuối quá Không còn là cô gái mận của trước kia nữa rồi Có phải là tại anh hay không nhỉ Tại anh hết Tất cả mọi chuyện đều do anh Trước đây em cực khổ nhiều rồi Giờ em cứ yếu đuối đi Anh sẽ làm điểm tựa cho em Vậy em cung kính không bằng tuân lệnh Em muốn gặp Liễu để nói chuyện Em muốn gặp nó để giải tỏa những gì thắc mắc trong lòng em Được, chỉ cần em muốn làm gì anh sẽ ủng hộ em anh cũng ủng hộ em nghe những lời âu yếm ngọt ngào của đăng dành cho mình mận nhẹ nhàng đẩy anh đối mặt với mình đưa bàn tay vuốt nhẹ lên làn môi mềm mại của đăng chuồng cổng vang lên đăng để mận ngồi xuống ghế vội vàng chạy ra mở cổng xuất hiện trước mặt của đăng bây giờ chính là bố mẹ của mận hai chân ngập ngừng anh không biết phải đối mặt thế nào với bố mẹ cô tại sao bố mẹ của mận lại xuất hiện ở nhà anh trong hoàn cảnh bất ngờ này chứ suy nghĩ bon chen trong trí óc nhưng cuối cùng đăng cũng đành phải mở cổng để chào đón họ còn chưa kịp mở miệng thì ông thông đã nhanh miệng nói giọng cáo gắt anh giấu con gái của tôi ở đâu rồi hả mận vội vàng đứng dậy và bất ngờ hơn khi sự có mặt của bố mẹ trong nhà của đăng còn ố ớ chưa nói được câu nào thì ông thông chạy đến nắm chặt vai của cô vừa lay mạnh vừa chất vấn cô tại sao thế này hả con tại sao lại ra nung nỗi này hả mận bố mẹ nghe con giải thích ạ à? mận rưng rưng nước mắt kéo bố ngồi xuống ghế mận không kiềm chế được nữa cô bật khóc quỷ sụp dưới chân của ông thông và ấp úng bố mẹ sao lại lên tận đây tìm con thế này là ai nói gì về con khiến bố đang có bệnh trong người mà phải lên đây ạ à? mận à con nói rõ đi Bố mẹ không tin con cướp chồng của người ta Nhưng thật sự nó đang ở ngay trước mắt Tóm lại là con nói ngay đi Đừng để bố mẹ phải mất kiên nhẫn Lập tức kéo con về quê Đăng cũng kéo bà Viên ngồi xuống ghế Và lên tiếng bênh vực cho Mận Anh đỡ cô ngồi lên trên ghế Và mở đầu câu chuyện giải oan cho cô Mận nghe đang giải thích với bố mẹ cô Thì cũng chỉ biết gật đầu theo Để ông bà có thể thấu hiểu Những chuyện xảy đến với cô càng nghe đang kể ông bà lại càng thấu hiểu con gái và cũng gỡ bỏ được thắc mắc hiểu lầm trong lòng ông thông nghe đang trình bày xong chỉ biết thở dài trách móc con gái thế tại sao kim hận lại giấu bố mẹ con không coi bố mẹ là gia đình là người thân của con hay sao nếu không có cái liễu nó nói thì bố mẹ làm sao mà biết được liễu về gặp bố mẹ sao nó còn dám về và nói xấu con như vậy sao bố mẹ đường xa lên đây vì muốn tìm hiểu sự thật cũng muốn biết lý do vì sao con lại nói dối bố mẹ giờ biết con vì lo cho gia đình thì mẹ không truy cứu nữa nhưng tại sao cái liễu nó làm vậy với con tình bạn của con không dễ gì chia cắt cơ mà con có muốn gặp liễu để nói chuyện nhưng nó chặn hết mọi liên lạc với con rồi thật sự con cũng không rõ nguyên nhân tại sao liễu lại làm vậy với con nhưng liễu chắc chắn đang hiểu lầm con chuyện gì đó và muốn hãm hại con thôi được rồi nghe chính miệng con nói thế này thì mẹ và bố cũng nhẹ lòng đôi chút Bây giờ con theo bố mẹ về quê Bây giờ cửa hàng cũng không còn Con ở lại trên này cũng không ích gì Con đứng lên xếp đồ đạc đi Kìa mẹ Con xin bố mẹ cho con ở lại giải quyết một chút chuyện nữa Khi nào giải quyết xong con sẽ về Bây giờ bố mẹ lên phòng tắm rửa Rồi xuống ăn cơm mà Dù sao nhìn con gái khỏe mạnh Mọi hiểu lầm cũng được giải quyết Ông bà Thông cũng yên tâm bước lên phòng của con gái tắm rửa Sau khi đưa bố mẹ lên phòng Và trở lại phòng bếp chỉ còn lại hai người đang mới ngỏ ý nói với mẩn em đừng lo lắng quá dù sao mọi chuyện cũng có lúc phải nói rõ cho bố mẹ em cứ nói chuyện rõ ràng và nghe lời khuyên của họ họ là người đi trước có những chuyện sẽ thông suốt hơn chúng ta vậy mọi chuyện anh giúp em giải quyết nhé em sẽ đưa bố mẹ về quê có chuyện gì anh báo lại cho em em cũng cần gặp liễu để nói chuyện rõ ràng với nó anh sẽ đưa em và bố mẹ về anh nói rồi mà có anh bên cạnh sát vai cùng em Rồi tất cả mọi chuyện cũng qua thôi Em đừng lo Bà Loan dạo gần đây phấn khởi trong lòng Vì Khương một mình chiếm trẻ Với tất cả vị trí trong tập đoàn Việt Tiệp Tuy bà đã nằm trong vòng tay Của tình nhân cả đêm qua Nhưng đến tận trưa hôm nay Vẫn ôm ấp lấy thân hình của người đàn ông 50 tuổi ấy Mà nũng nỉu Bà ta đem hết bí mật và âm mưu kể cho ông Tài Và được ông ta ủng hộ Hà hê với chiến thắng đến gần Đang thủ thị với nhau thì bà loan nhận được cuộc gọi của liễu ba cái con có tin vui cho bác đây tên con riêng kia bây giờ đầu óc rối tung rối mù sẽ không có thời gian quan tâm đến anh khương nữa bố mẹ con mận cũng lên đến tận nơi để tóm cổ con gái về bác nên thưởng cho con cái gì đấy ạ à? cô làm cũng được việc đấy chẳng phải cô đang yêu con trai của tôi rồi sao cô còn muốn thưởng thêm cái gì dĩ nhiên anh khương là món quà lớn nhất của con vào lúc này nhưng con muốn thêm một điều kiện với bác nếu anh Khương thăng tiến lên chức chủ tịch thì mong bác đừng quên công của con. Cô càng ngày càng lớn gan, nếu không vì thằng Khương nó mê muội cô thì tôi không nói chuyện tử tế với cô đâu. Kìa, mẹ chồng tương lai, mẹ cứ từ từ mà hưởng phước cùng con dâu và con trai của mình chứ. Con cúp máy đây, hy vọng mẹ biết cách để con trai của mẹ ngồi lên vị trí cao nhất. Lúc đó con sẽ cố gắng sống hòa thuận với mẹ. Liễu vây mặt tự cao, tiếp tục gọi thêm một cuộc gọi cho Trinh. Lần này giọng điệu nhún nhường thấy rõ Tôi đã làm xong nhiệm vụ mà cô muốn Chúng ta đều có những giao kèo với nhau Mong cô nhớ giữ mồm Cô làm nhanh hơn tôi tưởng đấy Sẽ có quà cho cô Một món quà nhỏ Nó sẽ khiến cho cô rất vui Tôi không cần quà của cô Chỉ cần cô giữ lời Đừng làm trò gì liên lụy đến tôi Tôi chỉ cần thế thôi Liễu hậm hực tắt máy Nỗi sợ về mối quan hệ với ông Vương bị bại lộ À nhanh chóng gọi cho ông Vương Gặp ông ta để dò hỏi về mấy lô đất Mà ông ta hứa cho Liễu đứng tên bao nhiêu năm phục vụ ông ta rồi, đến lúc phải hái trái ngọt chứ? Bữa cơm gia đình mận có sự tham gia của Đăng cũng vô cùng căng thẳng, Đăng không biết nói gì. Một người đàn ông xương gió, giang hồ, không sợ trời không sợ đất, vậy mà ngồi trước mặt bố mẹ của mận lại khiến anh run rẩy. Dạ, thưa hai bác, thật sự thì đúng là trước đây cháu con nói dối là đối tác làm ăn với mận, duy nhất chuyện đó thôi ạ. À. Còn tình cảm cháu dành cho mận là thật ạ. À? Mong hai bác cho phép cháu và mận qua lại với nhau." Nói thật với cậu là trước đây tôi rất có cảm tình với cậu, nhưng sau chuyện này tôi phải đưa con gái chúng tôi về quê để mọi chuyện được rõ ràng trước đã. Sau này có ra sao còn phụ thuộc vào lương duyên của hai đứa." "Bố ạ, à, chuyện này là con xúi dục anh đăng, mong bố đừng trách tội anh ấy, bố mẹ cứ mắng con." "Con lo ăn cho xong đi rồi lên thu dọn quần áo, chúng ta phải về quê ngay chiều nay." "Dạ, con biết rồi." con mời bố mẹ ăn cơm. Mặc dù đang nài nỉ lấy xe chở bố mẹ và Mận về, nhưng ông bà nhất quyết không đồng ý. Con dục Mận không được quyến luyến gì nữa, phải nhanh chóng lên taxi ra bến xe. Bà Viên ngồi cạnh con, thì thầm nói nhỏ, sợ ông Thông nghe được lại không hay. Con cứ bình tĩnh, về nhà với bố mẹ. Tiền nong nợ nần thế nào, để bố mẹ xoay rồi trả cho người ta. Con đã quên hết những gì bố mẹ dạy bảo rồi. Người ta khinh cho con à? Mẹ ơi, anh ấy rất tốt với con, và chưa bao giờ nói câu nào khinh bỉ hay xỉ nhục con cả đó là chưa nói bây giờ con không làm gì ở đó ăn bám nó nó lợi dụng thân thể của con rồi mẹ tính thế nào hai mẹ con bà đừng có nhiều lời nữa cứ đưa con mận về quê Dù có bán nhà tôi cũng phải giải quyết rõ chuyện này con với cái mang tiếng xấu với cả xã hội ông thông ngồi trên ghế phụ lái nói với xuống mới ngăn cản cuộc tranh luận của hai mẹ con mận bà viên tạc lưỡi định nói thêm với mận nhưng lúc này bỗng một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe chở mẩn Bà Viên chỉ kịp hét lớn một tiếng Cả bốn người đều lắc lư Và bay theo chiếc taxi lên vỉa hè Một tiếng rầm thật lớn Cả con phố náo loạn Tắc đường, tiếng la hét, tiếng còi xe inh ỏi Đăng cũng dừng xe Hốt hoảng chạy đến chiếc taxi La hét người dân gọi xe cấp cứu Không thể do dự thêm được nữa Đăng đạp cửa xe, ném ra một bên nhòi người vào khoang xe, lay gọi mẩn Trong lúc này đang vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, mở dây an toàn cho mận, cho bà Viên và cố gắng lay gọi để mọi người đừng nhắm mắt ngủ say. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một khu phố. Đang gọi Tư đen vào bệnh viện cùng anh để ý và chăm sóc gia đình mận. cả ông thông và bà Viên đều bị thương nặng, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến não bộ. Còn mận, cô bị biến chứng nhẹ hơn và được chuyển về phòng bệnh hồi sức. Mận thấy mình mặc một chiếc áo dài trắng đứng trước cổng một trường đại học cô đang tính bước vào bên trong thì nghe tiếng gọi của liễu này mận mày đợi tao với sao mày đến muộn thế vào trường thôi không bị thầy cô mắng bây giờ mận nói xong nắm lấy tay của liễu kéo nó đi ai ngờ liễu kéo cô lại tát vào mặt của mận một cái đau điếng đôi mắt trắng dã quát lớn mày chết đi tất cả là tại mày tao ghét mày mận tròn tỉnh dậy mồ hôi đầm đỉa trên trán cô mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát mới phát hiện những điều diễn ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhìn xuống bàn tay đang được đang nắm chặt anh à em tỉnh rồi mẩn anh đây cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi em có sao không có đau ở đâu không em đau nhức toàn thân anh à bố mẹ em đâu rồi họ có ổn không anh hai bác được cấp cứu kịp thời nhưng cũng đang hôn mê em yên tâm đi rồi bố mẹ sẽ tỉnh lại ngay thôi anh cho em ngồi dậy đi em muốn đi thăm họ lúc này mận cũng không rõ tình trạng sức khỏe của mình cô đau nhức toàn thân tay chân khó cử động nhưng vì lo cho bố mẹ mà cô nhất định phải đi gặp họ đang đành phải nghe theo cô mận nghe bác sĩ nói xong mà bàng hoàng bệnh tình của bố mẹ cô không hề nhẹ như đang nói với cô tất cả điều anh làm chỉ là để cô yên tâm em đừng khóc mạnh mẽ lên phải tươi tỉnh còn gặp bố mẹ chứ anh à lỡ như bố mẹ em không tỉnh lại thì sao lỡ như hai người họ bỏ rơi em đến lúc chết còn hận em thì sao kìa mận em bình tĩnh lại nào đừng nói linh tinh nữa em phải tin vào các bác sĩ họ nói với anh là hai bác ổn rồi chỉ còn hôn mê thôi đừng thế này nữa anh sợ tất cả là tại em em đáng chết em có tội với họ đang ơi xin anh hãy cứu bố mẹ em em cầu xin anh trước sự kích động của mận đang chỉ biết hứa hẹn và gật đầu đồng ý với cô Giúp cô bình tĩnh Và ăn một chút cháo cho có sức Mận cũng ngoan ngoãn gật đầu Và ăn ngon lành hết cả tô cháo Qua ngày hôm sau Mận mới được gặp bố mẹ Nhìn ông Thông tiếp tục hôn mê Thân người gầy gò Trong vòng có mấy tháng Vậy mà có đến hai tai nạn liên tiếp xảy ra với ông Mận ước gì có thể đánh đổi được tuổi thọ của mình Anh phải giúp em Em muốn tìm ra kẻ gây tai nạn em yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe. chuyện chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, anh cho đàn em điều tra rồi. đừng lo, anh sẽ đòi lại công bằng cho bố mẹ. em muốn ra viện, anh làm thủ tục xuất viện cho em đi. sau khi ra viện, trở về nhà của Đăng, Mận lập tức gọi cho Liễu và muốn gặp À nói chuyện. Liễu cũng biết Mận sẽ gặp mình nên đồng ý không có chút do dự. cô nhờ Đăng đưa cô đến quán cà phê nơi Liễu và cô từng có bao kỷ niệm với nhau đang đứng bên ngoài đợi chờ và tiếp thêm sức mạnh cho mẩn mày ngồi xuống đi mới chia tay anh khương chưa được bao lâu mà mày đã có người khác đưa đón rồi cơ nhỉ liễu mày nói đi tại sao mày làm thế với tao tại sao mày nói với bố mẹ tao những lời không đúng sự thật mày còn sai người đốt cửa hàng của tao lời nào là không đúng sự thật mày đi cướp chồng của người khác mày lợi dụng anh khương chán chê rồi vứt bỏ anh ấy tao nói oan cho mày khi nào mày là bạn của tao mấy năm trời Mày còn không hiểu tính tao hay sao Mày ghét bỏ tao vì lý do gì chứ Mày còn đi nói với bà Xuân Những điều bịa đặt Mày nói đi, lý do gì Liễu dướn người ra phía trước Nói nhỏ vào tay của Mận Thái độ vinh váo Tao chưa bao giờ xem mày là bạn của tao Tao chỉ dành cho mày sự căm ghét Và bây giờ mày đã mất đi tất cả Tao rất vui Vậy mọi chuyện liên quan đến tao Gia đình tao, chuyện của Khương Tất cả đều có bàn tay của mày nhúng vào Phải không? đúng đúng tao muốn mày mất tất cả và tao đã làm được rồi anh khương bây giờ sẽ thuộc về tao bạn thân à từ giờ trở đi hãy cút khỏi tầm mắt của tao hãy quay về vùng quê nghèo nàn của mày đi đồ nhà quê mận căm phẫn trợn trừng mắt đứng dậy tiện tay hát ly nước vào mặt của liễu giọng nói đầy nội lực tao không hối hận vì từng làm bạn với mày tao chỉ hối hận vì luôn yêu thương mày coi mày là người chị em thân thiết nếu mày đủ bản lĩnh để làm những điều đó thì hy vọng mày sẽ không hối hận tao sẽ không đánh trả mày nhưng nếu còn đụng đến tao tao không để yên đâu mày biết bây giờ tao có ai dựa vào rồi là người đàn ông cả đời này mày không thể có tạm biệt mận nói xong đứng dậy rời đi liễu ngồi đó đưa tay gạt nước vương trên khuôn mặt không tức giận không phản ứng chỉ ngồi đó dương mắt bần thần theo dáng của mận liễu ác độc nhẫn tâm hại bản thân của mình nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ niềm vui là thứ gì đó xa xỉ với cô ta tuy rằng đã chiếm được trái tim của khương nhưng đó chính là thứ mật vứt bỏ đang mở cửa xe cho mận nhìn về mặt trầm tĩnh của cô anh cũng không dám mở lời chỉ đành cho xe chạy và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô anh à hãy giúp em điều tra về liễu những mối quan hệ xung quanh cô ta em muốn trả thù cô ta đã nói gì với em anh có thể giúp em và không cần hỏi em về nguyên nhân và đừng để ý đến thái độ của em được không mận à em ổn chứ em chưa bao giờ ổn như lúc này em muốn làm rõ mọi chuyện trước khi bố mẹ tỉnh dậy anh giúp em chứ anh sẽ giúp em ngay lập tức đăng cho người điều tra về liễu và chở mận đi gặp bà xuân cô xem xét lại mọi chuyện và bằng chứng mà tên thạch cung cấp thêm cho đăng từ đen cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mận khi nắm rõ được chứng cứ anh ta cũng lên tiếng sau khi em cùng với thạch dò lại số điện thoại và điều tra thì biết đó là một số điện thoại chỉ dùng một lần và người đã mua nó chính là thư ký của ông vương tổng giám đốc công ty đông á em có điều tra thì đúng thật ông ta và liễu có quan hệ tình cảm mập mờ với nhau chính ông ta đã sai người phóng hỏa cửa hàng của chị mận đây sao hôm nay anh lại gọi em là chị mận nghe không quen chút nào vậy với bằng chứng như vậy có thể kiện ông ta ra tòa và bắt ông ta bồi thường được không ạ không để cho tư đen nói tiếp đang đang cầm xem giấy tờ anh nhanh miệng chen vào luôn từ giờ em là chị dâu của tư rồi phải gọi em là chị chứ sao chuyện này cứ để anh giải quyết vì theo tư điều tra được thì liễu còn dính dáng đến khương cô ta còn bỏ bùa thằng nhóc này thật là tội nghiệp cho nó bỏ bùa sao vậy mà trước đây bà loan và khương luôn đổ lỗi cho em bỏ bùa và gây cản trở sự nghiệp của anh ta thật là tức chết mà chúng ta không nên nóng vội mọi chuyện đã rõ ràng nhưng phải đợi thời cơ để lật tẩy bọn chúng. Anh không muốn pháp luật can thiệp vào, anh muốn tự tay hạ gục chúng nó giúp em. Bận à, em hiểu chứ? Bận chỉ nhìn anh gật đầu, hai người lại vào bệnh viện gặp bố mẹ của Mận. Nhìn họ vẫn hôn mê sâu và nằm yên một chỗ. Lòng dạ của Mận lại sôi lên sùng sục, kẻ gây ra tai nạn bỏ trốn vẫn nhờ như ngoài pháp luật. Còn mọi hậu quả chúng gây ra, Mận đang phải gánh chịu. Muốn bắt được cọp, phải vào hang cọp anh ạ. À? Xem ra lần này anh phải về tập đoàn một chuyến rồi ý của em là gì anh phải dùng quyền lực để đè bẹp ông vương cũng như là cạnh tranh với khương liệu không liên quan đến tai nạn của bố mẹ em thì chỉ có khương mà thôi vậy tối nay anh sẽ về qua nhà để dò la tin tức từ bố anh yên tâm chúng ta sẽ không thất bại đâu ánh mắt kiên định của đăng như tiếp thêm sức mạnh cho mận cô phải tranh thủ gọi điện về nhà dặn dò hai đứa em gái Ông Tiệp đã mấy ngày mất ăn mất ngủ Công việc trì trệ quá nhiều Còn con trai ngoài giá thú thì kém cỏi Chỉ có mấy dự án nhỏ mà làm không xong Ông thở dài ngồi trước bàn đọc sách Bà nhàn pha cho ông ly sữa nóng Nhẹ nhàng lên tiếng Mình giờ nhiều tuổi rồi Không còn minh mẫn như xưa Làm việc ít thôi Còn phải giữ gìn sức khỏe chứ ông Bà làm sao mà hiểu được Tôi muốn nghỉ Nhưng mà công việc nó không cho phép Giá như thằng đang nó chịu giúp tôi nó nghe lời tôi thì đâu ra nông nỗi này hay ông hạ mình chiều theo ý con đi đừng ép nó lấy cái cô chim kia nữa bảo nó về tập đoàn giúp mình đi con nó giống tính cách của ông sao ông có thể không hiểu điều đó chứ vậy bà gọi cho con đi tôi mà gọi là nó không nghe máy đâu vậy tôi nghe ông giờ ông uống hết ly sữa này cho dễ ngủ tôi đi gọi cho con ngay bà nhàn tính gọi cho đăng thì thấy anh xuất hiện trước cổng thím giúp việc nhanh nhỏ đon đà chào đón đăng cũng bước vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ con về lấy chút đồ mẹ khỏe chứ ạ à? đăng à con lên phòng đi mẹ có chuyện này muốn bàn với con bỏ qua sự kinh ngạc bà nhàn vồn vã kéo anh lên phòng bà cũng rất tò mò về mận nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là chuyện của tập đoàn bố mẹ vừa nhắc đến con con về thế này mẹ rất vui con xin lỗi con bất hiếu với mẹ nhưng con không thể làm con dối cho bố giật dây được thế này mẹ có tin vui cho con từ ngày mai con đến tập đoàn làm việc giúp bố con xử lý mấy hợp đồng khiến ông ấy đau đầu mấy bữa nay đổi lại bố con không ép con phải cưới trinh nữa mẹ đảm bảo cho con đến lúc này bố mới cần đến con sao ông ấy nhận ra bản thân cố chấp từ bao giờ thế ạ à? đang à tính cách của ông ấy và con rất giống nhau con hãy hiểu cho bố ông ấy làm gì cũng là muốn tốt cho con Mẹ không giận ông ấy Cơ nghiệp cả đời không thể sụp đổ được Bố con mất ăn mất ngủ Mẹ đau lòng lắm Con nghe mẹ giúp bố con lần này đi Con sẽ suy nghĩ Mẹ ngủ sớm đi Con cũng phải về với mận Cô ấy gặp chuyện Con cần bên cô ấy lúc này Mẹ thông cảm cho con nhé Đăng rời khỏi nhà Trong lòng có chút niềm vui nhỏ Anh đã lấy được niềm tin của mẹ Và thêm một bước ngoặt trong công việc Dùng công việc để đè bẹp công việc của ông Vương và cả Khương Bất cứ ai liên quan đến sự khó khăn của Mận Anh dĩ nhiên không bỏ qua cho họ Ông Tiệp đứng trên ban công nhìn xuống Nhìn đang không chào hỏi mình Mà đã rời đi Ông biết đã đến lúc phải giữ đứa con này lại Trời không chịu đất Thì đất phải chịu trời Ông không thể đối đầu với Đăng Để mang thiệt về mình Tuy đêm đã khuya Nhưng ông Tiệp vẫn quyết định Gọi điện cho Trinh để thông báo với cô ta Alo, con nghe thưa bác Trinh đây à, khuya thế này rồi mà bác còn làm phiền con nhưng có chuyện này bác cần nói cho con rõ vâng con đang nghe đây ạ à? có phải anh đang đồng ý kết hôn với con không thưa bác bác xin lỗi nhưng chuyện của hai đứa phải chấm dứt ở đây thôi bác không thể ép buộc thằng đăng được mong cháu thông cảm cho bác bác nói như vậy là sao chứ tại sao bác không giúp cháu chứ bác không thể làm thế với cháu được cháu sẽ mách với bố cháu trinh à chuyện này bác có lỗi bác sẽ chuộc lỗi với cháu sau Mối quan hệ làm ăn của hai nhà lâu nay Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng Cháu hiểu chứ Không bao giờ Tôi không thể chấp nhận được Các người cứ đợi đấy trình quát lớn rồi cúp máy Ông tiệp bàng hoàng Thật không ngờ Kiều Trinh lại trở mặt như vậy Đến giờ ông mới thở phào Vì đang không nghe theo lời của ông Đó đúng là một chuyện may mắn Kiều Trinh tức giận Tiện tay hất tung đồ đạc trong phòng xuống dưới đất Cô ta cầm phẫn gọi cho Khương Và trách móc Tôi hỏi cậu tại sao sau vụ tai nạn đó mà con mận vẫn còn sống chứ bây giờ bố của cậu còn chê tôi không chấp nhận tôi làm con dâu của ông ta mọi chuyện là thế quái nào hả ồ thế ra bây giờ cô không phải là chị dâu của tôi nữa nhỉ chuyện của chị không liên quan đến tôi ngay cả chuyện chiếc xe gây tai nạn hắn ta đang bỏ trốn nhưng tôi dặn dò hắn rất kỹ nếu hắn bị công an tóm thì hắn sẽ khai ra cô chính cô là người đứng sau tất cả chị dâu hụt của tôi ạ à. cậu dám chơi tôi hãy đợi đấy tôi sẽ cho cậu, gia đình cậu, tập đoàn của cậu phải chết. Sợ quá nhỉ, lời đe dọa của một con đàn bà vô công dỗi nghề. Để rồi xem cô làm được việc gì. Chuẩn bị vào tù bóc lịch đi, ngu ngốc. Khương cúp máy, không thể chờ đợi lâu hơn, hắn lại lao vào liễu. Chỉ có ở bên cạnh người đàn bà này, hắn mới thấy dễ chịu. Ngoài ra thì đầu óc mụ mị không làm được việc gì ra hồn. Công việc trì trệ, đến mức ông Tiệp phải gọi và cảnh cáo hắn không dưới hai lần nhưng hắn mặc kệ. Sáng sớm tại tập đoàn Việt Tiệp đang có mặt và tiếp nhận công việc dở dang của Khương, ông Tiệp cũng không nặng nề với anh nữa. Ông tin tưởng và giao hết quyền điều hành cho Đăng. Thật tình cờ, đối thủ lần này của Đăng lại chính là công ty của ông Vương. Đúng là cơ hội trả thù cho Mận đã đến. Đăng cúi đầu cảm ơn bố rồi bước ra ngoài. Anh trai của tôi cuối cùng lại quay trở lại. Đúng là không thể chối cãi, mày là em trai của tao. Thế nào, tao rời đi cho mày tung hoành ở tập đoàn vậy mà mày lại thua kém đến mức này sao làm tao thất vọng quá anh đừng vội mừng tôi không thất bại chỉ là bố bảo tôi còn chưa có kinh nghiệm cần đi du học để học hỏi thêm nhiều thứ rồi ông ấy sẽ tự hào về tôi đúng vậy ông ấy rất tự hào về mày nhưng trước khi làm cho ông ấy tự hào thì mày hãy xem xét lại bản thân của mình đi xem mày có làm nổi không thế nào ăn lại đồ của người khác ngon chứ mày không có tư cách nhắc đến mận Hãy để ý đến người đàn bà bên cạnh của mày trước đi Cô ta có nhiều bí mật Sẽ khiến mày bất ngờ đấy Đang dứt khoát bước về phòng Còn chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc Thư ký của ông Tiệp vội vàng chạy đến báo cáo Anh Đăng Ông Vinh đang tổ chức cuộc họp cổ đông Và yêu cầu rút hết cổ phần trong tập đoàn Ông ta không muốn thương lượng Nói với ông ta tôi muốn gặp riêng và nói chuyện Nghe tiếng chuông điện thoại Bận gạt nước mắt bước ra ngoài phòng bệnh Tôi Trinh đây Tôi muốn gặp cô Chị gọi cho tôi làm gì Tôi không có chuyện gì để nói với chị hết Nhưng tôi thì có Nghe nói bố mẹ cô bị tai nạn Cô muốn biết chuyện liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ cô Và bí mật về người đàn ông Cô xem là tất cả không Nếu muốn biết thì đi gặp tôi đi Biết đâu chữ ngờ Anh ta mới là kẻ ra tay với bố mẹ cô Cô ra khu đô thị Trung Văn đi Tôi đợi Ngậm tò mò muốn biết Kẻ đứng sau là ai Tại sao chuyện tai nạn của bố mẹ cô Lại liên quan đến Đăng Cô nhanh chóng bắt taxi đến khu đô thị Trung Văn Gọi vào số điện thoại cho Trinh Nhưng không có hồi âm Đang đứng trước một dãy công trình xây dựng Bất ngờ Trinh xuất hiện Nhưng đi theo cô ta Có thêm ba người đàn ông to cao lực lưỡng Bọn chúng xăm trổ đầy mình Còn nghe mệnh lệnh của Trinh Nhanh chóng bọn chúng chạy đến bịt miệng của mặt lại Và kéo cô lên một chiếc xe ô tô gần đó Đang chuẩn bị tinh thần Và tập tài liệu Mà ông Tiệp đưa cho anh khi sáng Dựa vào tập hồ sơ này thì ông vinh sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận mọi yêu cầu của anh và sẵn sàng hy sinh cho tập đoàn thêm nhiều điều khoản còn đang vui mừng nở một nụ cười nhẹ thì đang nhận được điện thoại của tư đen anh ơi bọn em mới tìm được tên tài xế gây tai nạn tất cả đều là chỉ thị của kiều trinh anh xem xử lý thế nào bây giờ chú làm tốt lắm lôi hắn về bảo mấy anh em chăm sóc hắn cho thật tốt còn chú mang thêm người theo dõi trinh và tóm cô ta lại cho anh vâng em biết rồi đã tự tin rồi càng tự tin hơn đang bước đi tìm ông Vinh để cho ông ta thật nhiều bất ngờ ông Vinh ung dung ngồi trong phòng họp điếu xỉ gà cháy dở được rụi vào gà tàn ông ta nhìn thấy đang bước vào thì nhếch mép con rể tại sao phải làm khó nhau đến mức này chứ ai làm con rể của ông chứ tôi không thể làm cho một người gây tai nạn nguy kịch cho người khác rồi bỏ trốn được cậu nói vậy là có ý gì tập đoàn mà bố cậu gây dựng đang nằm trong tay của tôi tôi chỉ cần rút vốn tất cả đều sụp đổ. chưa nói đến chuyện ông rút vốn mà nói đến chuyện ông nhận hối lộ và rút ruột các công trình thì ông cũng đi tù mọt gông rồi. ở đây mà to mồm với tôi sao? đang ném tập tài liệu xuống trước mặt ông Vinh tiếp tục nhàn nhã nói. bố tôi đã liệu trưởng hết tất cả mọi việc cũng tính bao che cho ông nhưng vì con gái của ông hỗn láo quá nên mới biết được bộ mặt thật của ông. mang tiếng là bạn thân, bạn làm ăn của bố tôi mà ông lại đâm sau lưng bố tôi như vậy sao? ông hèn quá nên gậy ông đập lưng ông là quá hợp lý rồi mày và bố mày dám chơi tao tao mà ngã xuống mày nghĩ bố mày sẽ thoát tội sao tất cả những chuyện này là do một mình ông làm bố tôi không liên quan bằng chứng có hết trong này ông cứ xem xét đi còn nữa hãy cầu mong cho con gái của ông bình an vô sự tôi xin phép đang quay lưng rời đi anh vui mừng gọi điện cho mận nhưng gọi hai cuộc mà điện thoại của cô thông báo thuê bao anh chỉ nghĩ đơn giản, giờ này cô đang trong bệnh viện với bố mẹ nên chắc mẩm lát nữa sẽ gọi lại cho cô. Nghĩ vậy, anh tiếp tục quay về văn phòng và xử lý công việc. Ông tiệp gật đầu vô cùng hài lòng về đăng, ông tin tưởng giao lại mọi chuyện ở tập đoàn cho anh. Còn về chuyện của đứa con riêng, ông cho thư ký gọi Khương vào phòng để ông hỏi chuyện. Con nên nghĩ đến chuyện đi du học, khi đủ chín chắn hãy quay lại phục vụ cho tập đoàn. Yên tâm bố sẽ chu cấp cho con đầy đủ và mẹ của con không phải lo lắng bất cứ chuyện gì bố à mong bố tin tưởng con thêm một lần nữa mấy dự án này thật sự con bị gài người ta cự tuyệt là do có anh đang nhúng tay vào con đừng ngoan cố nữa mọi chuyện ở tập đoàn dừng hết lại đi về nhà nói với mẹ của con và chuẩn bị cho tương lai của con đi đây là cơ hội nếu con không nắm bắt thật tốt và nghiêm túc bố sẽ mặc kệ hai mẹ con bố Rõ ràng bố không coi trọng và xem con là máu mù của bố Bố đẩy con đi Để anh ta chiếm hết mọi thứ của con Khương Lần cuối bố nói con nghe Hãy nghe lời và ngoan ngoãn Nếu không con không bao giờ có thể gặp lại ta đâu Bây giờ thì bước ra khỏi phòng Nhanh lên Vẫn cực đổ Khương nắm chặt lòng bàn tay đến run rẩy, Lập tức gọi cho bà Loan Và bắt bà ta cứu giúp mình Mẹ còn hú ý được với ông Tài đến bao giờ Chính ông ta là người đứng sau Mấy tên giang hồ tống tiền mẹ đấy Mày nói thế là sao hả Ông ta dám sao Có gì mà không dám Bố chính thức bắt con rời khỏi tập đoàn Và tống con đi du học rồi Mẹ lo mà gọi cho bố cứu con đi Bà Loan tức giận Mặc vội quần áo đến căn chung cư Mà bà ta thuê cho ông Tài Tìm ông ta để tính sổ Thế nhưng chưa kịp tính sổ Thì ông ta đã ôm hết đồ và bỏ chạy Số vàng bà ta đưa cho ông ta để làm ăn Cũng bị ông ta khoáng sạch sẽ Bà Loan ôm đầu rên rỉ Bà ta đã mất cả tình lẫn tiền bà loan lập tức gọi cho ông tiệp cầu cứu nhưng thấy số của bà gọi đến ông tiệp cũng nhanh tay tắt máy ông cũng nhanh chóng nhắn cho thư ký riêng chuẩn bị hành trang cho khương đi du học và kìm kẹp đứa con trai này một đứa không có bản lĩnh sống chỉ biết dựa dẫm vào người khác gọi cho ông tiệp không được bà loan điên máu gọi cho liễu và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta trách móc à đủ điều liễu đang nằm trong vòng tay của người tình à cũng chẳng cần phải tức giận hay thái độ với bà loan nhẹ nhàng tắt điện thoại khương cũng vừa gọi cho liễu để kẻ lè than vãn hắn ta đã thua cuộc và mất đi tất cả cô ả à cũng không thể lợi dụng thêm được nữa may mắn là cô ả à chưa từ bỏ ông vương vẫn còn chỗ để nương tựa vững chắc gần chiều rồi sau khi bận rộn với núi công việc đang gọi điện cho mẩn nhưng vẫn là thuê bao anh vội xem lại camera trong nhà cô vẫn chưa về anh cảm thấy nóng ruột vứt hết công việc qua một bên chạy thật nhanh đi tìm cô Bệnh viện cũng không thấy cô đâu Bố mẹ cô vẫn nằm hôn mê Và chưa có dấu hiệu tỉnh lại Đang chợt nghĩ đến cô thắm Và nhanh chân chạy xe tới đó Nhưng cô chú cũng lắc đầu Vì mận không đến cửa hàng Cũng mấy ngày không thấy cô gọi điện Nói là sẽ đến Đang bỗng nhận được cuộc gọi của Trinh Cô còn gọi cho tôi làm gì Nghe giọng có vẻ hát hủi em quá Sau này làm sao chúng ta chung sống hạnh phúc với nhau được đây Cô nằm mơ đấy à Bố cô chưa nói cho cô biết Rằng cô không có cửa bước vào nhà tôi Ôi tôi lại sợ anh quá cơ Tôi không bước chân vào nhà anh cũng được Nhưng tôi vẫn có chân để đi lại Còn cô người yêu của anh Sẽ bị tôi chặt đứt hai chân Để cả đời anh cơm bưng nước gió cho nó Kiều Trinh Cô ăn nói tử tế Tôi cấm cô đụng đến cô ấy Rất tiếc tôi đã đụng đến rồi Cô ta đang nằm trong tay của tôi Và anh đừng có nóng vội mất khôn Trước lúc anh tìm thấy cô ta Và muốn đe dọa tôi thì tôi sẽ cùng cô ta chết chung tôi không biết đùa là gì kiều trinh cô đang ở đâu cô muốn gì tôi muốn anh thông báo với tất cả các trang báo mạng kể cả báo kinh tế rằng tôi và anh chuẩn bị kết hôn còn nữa anh phải hủy hết chứng cứ phạm pháp của bố tôi còn nếu anh từ chối cô ta sẽ chết tôi sẽ làm cô muốn tôi đăng lên báo nào kèm hình ảnh của chúng ta cô gửi ảnh của cô qua cho tôi tôi sẽ ghi chép lại ngay và làm theo ý muốn của cô trong lúc đợi chờ cô ta trả lời, Đăng bật loa ngoài của điện thoại và nhanh chóng nhắn tin cho Tư Đen, nhờ anh ta dò theo số điện thoại của Trinh, tìm địa điểm mà cô ta đang ẩn nấp. Đăng vô cùng bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện, kéo dài thời gian với Trinh. Còn cô ta thì thao thao bất tuyệt, kể tên các trang báo mạng nổi tiếng, hả hê với chiến thắng gần kề. Anh nên nhớ, chậm nhất là 8 giờ sáng ngày mai, nếu anh không đăng bài, tôi và cô ta sẽ lên trang nhất của báo pháp luật. Tôi không có được anh thì cô ta cũng đừng hòng mong gót được kiểu trinh cô làm như vậy thì được gì chứ tất nhiên là tôi có anh bên cạnh mình hai bên gia đình hợp tác cùng có lợi chúng ta sẽ có những đứa con xinh đẹp và anh chỉ được phép ở bên cạnh tôi gần gũi với tôi thứ gì tôi mà không có được thì thà chết cũng không có ai dám cướp nó của tôi vậy chứng tỏ rằng cô không yêu tôi cô chỉ muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về cô mà thôi cô có biết tình yêu là gì hay không anh không cần phải nói nhiều Tôi sẽ đọc báo và nghe tin tức từ bố tôi Nếu anh không làm theo ý của tôi Hậu quả thế nào anh là người tự biết rõ Ok Trinh nhanh chóng tắt máy Dù muốn nói chuyện thêm với cô ta Để kéo dài thời gian Nhưng đang không thể tiếp tục được nữa Mỗi giây trôi qua đều khiến anh kinh tởm Và thật may mắn Vì tư đen không khiến anh thất vọng Tra ra địa chỉ của Trinh Anh lập tức cùng đàn em đi theo định vị Trong lòng cầu mong Không có chuyện gì xảy ra với Mận đại ca hình như cô ta nằm trong địa bàn của toàn chó điên chúng ta có nên nhờ vào anh ta hay không anh còn nhớ vụ ngón tay của hắn chắc hắn còn hận chúng ta nhưng có lẽ phải nhờ vào hắn rồi chúng ta không còn nhiều thời gian chú tìm cách liên lạc với hắn đi từ đen nhanh chóng liên lạc và có ngay cuộc hẹn trong đêm với toàn chó điên hai bên gặp mặt nhau không vui vẻ gì nhưng vì muốn có lại địa bàn đang bị đăng chiếm giữ toàn chó điên cũng tận dụng cơ hội để trao đổi với đăng tôi sẽ giúp anh tìm kiếm vợ của mình với điều kiện anh giao lại địa bàn khu A cho tôi tất cả các quán bar và chợ đêm phải do tôi quản lý ok, chốt tôi không muốn vòng vo vò tốn thời gian chỉ cần anh tìm ra cô ấy ngay trong đêm đưa cô ấy về an toàn còn địa bàn anh muốn lấy tôi cho anh khá khen cho đang đại bàng tôi sẽ giúp nhiệt tình chúng ta lên đường thôi bốn chiếc xe lao vun vút trong màn đêm toàn chó điên huy động anh em của hắn để tìm kiếm cho từng người nắm giữ từng địa bàn để lần mò ra khu vực bắt giữ mận màn đêm buông xuống rất nhanh nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm trí não của đăng mận tỉnh dậy sau cú tát nảy lửa của trinh bất ngờ chứ tai nạn mà không chết cao số quá thì ra chị là thủ phạm tại sao chị phải làm thế hả vì mày tất cả là vì mày thế mà mày còn ngu ngơ hỏi sao tao bảo mày tránh xa đăng sao mày dám trái ý anh đăng không yêu chị không muốn cưới chị còn người của chị thật đáng sợ anh ấy sẽ tìm thấy tôi và sẽ sát chị ra trăm mảnh mày nghĩ anh ta yêu mày thật lòng sao anh ta là của tao và ngay ngày mai anh ta và tao sẽ kết hôn với nhau mày ngoan ngoãn thì tao cho mày một vé đến sự lễ cưới của chúng tao chị tiên rồi dù tôi có còn hay không anh đang sẽ không bao giờ cưới chị chị có thể làm bất cứ gì với tôi nhưng chị không nghĩ đến hậu quả pháp luật và công an sẽ không để cho chị được yên chị hãy nghĩ đến tương lai của mình thả tôi ra đi tao không sợ gì hết bố tao là ai chứ một tay của ông có thể che cả bầu trời cùng lắm khi mày chết một tên đàn em nào đó của tao sẽ đứng ra chịu trận mày lo cho mày trước đi vậy chị bắt giữ tôi làm gì trong khi chị khẳng định anh đang không yêu tôi vậy thì tôi không đủ trình để chen vào mối quan hệ của hai người chị sợ cái gì chứ chị dừng tay lại đi nếu chị ra tay với tôi chứng tỏ chị không bằng một đứa nhà quê như tôi trình lại lưỡng lử dừng tay lại hất mặt cho ba tên đàn em đứng sau trình cười hà hê chị cho bọn này phải không Đúng thế khi cô ta vấy bẩn thì cho dù anh đang không lấy tao cũng không bao giờ đụng vào nó Đăng cùng tư đen và toàn chó điên ngay lập tức trình bị bao vây và tóm gọn cùng với đàn em của hắn đang vội vàng cởi dây chói trong mẩn ôm cô vào lòng rất lâu mặc kệ cho tư đen đang xử lý mọi chuyện đang gấp rút đưa mận về nhà mọi chuyện còn lại đều giao hết cho tư đen giải quyết kiều trinh được đưa về địa bàn của tư đen cô ta bị nhốt vào một căn phòng tối mặc kệ cho cô ta la hét điên cuồng nằm trong vòng tay của đăng hít hà hương thơm quen thuộc của anh vậy mà mận chưa chịu buông anh ra mận dành ánh mắt chiều mến trao tặng cho đăng tình yêu mỗi ngày mỗi lớn sau chuyện lần này Cô càng khẳng định chắc chắn một điều Tình yêu đang dành cho cô thật lớn lao Sáng hôm sau Vì sự an toàn của Mận Đang chờ cô đến bệnh viện Để cô thăm ông Thông và bà Viên một chút Rồi anh lại chờ cô đến tập đoàn Tin tức nhanh chóng đến tai của ông Tiệp Ông cũng không còn bài xích Về chuyện yêu đương của con trai Ông già rồi chỉ mong giao hết lại công việc cho Đăng Để yên tâm nghỉ ngơi Đang loay hoay với một số tài liệu Bỗng có tiếng đẩy cửa rất mạnh kèm theo là khuôn mặt đầy tức giận của ông vinh thật không ngờ con trai của ông lại đối xử với tôi như vậy con gái của tôi các người giấu ở đâu kiều trinh đâu ông vinh ông đang nói cái gì thế hả con gái của ông ở đâu tại sao lại hỏi tôi cha con các người đã làm gì con gái tôi trả lời tôi ngay nếu không tôi sẽ cho các người biết tay ông mạnh miệng quá nhỉ ông thì làm gì được chúng tôi cơ chứ ngồi xuống ghế đi chúng ta đều là người lớn bình tĩnh nói chuyện ông vinh lúc này mới điềm tĩnh kể lại mọi chuyện tối qua cho ông tiệp nghe cả chuyện trinh có gọi điện và khẳng định đang gặp đăng và sẽ có một lễ cưới đẹp như mơ diễn ra sau đó ông gọi cho trinh không liên lạc được nữa giống như con gái của ông hoàn toàn biến mất nghe xong ông tiệp gọi cho đăng lúc sau đó anh và mận có mặt tại phòng của chủ tịch tập đoàn việt tiệp lần thứ hai đối diện với ông tiệp đây chính là cảm giác lo sợ mận chào hỏi rồi ngồi bên cạnh đăng im lặng và lắng nghe ông vinh nói tối qua con có gặp trinh có thật vậy không thưa bố con có gặp và đàn em của con đang nhốt cô ta anh vừa nói cái gì anh dám nhốt con gái tôi ông vinh ông nghe cho rõ đây con gái của ông dám bắt cóc và hãm hại bạn gái của tôi ông nhìn vết thương trên mặt của cô ấy đi tất cả đều nhờ phước của kiều trinh tôi có tất cả bằng chứng trong tay và tôi đang suy nghĩ con nên tống cô ta vào tù hay không đây cậu nói cái gì con gái tôi không bao giờ làm chuyện đó đừng vu oan cho nó Tôi không dành để đôi co với ông Mời ông ngồi xuống Tôi sẽ gọi video cho ông gặp đứa con gái quý hóa của mình Đang kết nối cuộc gọi với tư đen Và được nhìn thấy Trinh trong bộ dạng đáng sợ Cô ta không còn vẻ bề ngoài thách thức đối phương nữa Thay vào đó là sự ăn năn, hối hận Liên tục van xin ông Vinh cứu mình Bố ơi, giúp con Hãy làm theo những gì anh ta yêu cầu Con sợ lắm Con không muốn đi tù đang tắt điện thoại và đưa ra yêu cầu ngay lập tức. Nếu ông muốn cứu cô ta, phải chấp nhận để lại số cổ phần của mình và ra đi với một số tiền nhỏ. Nếu không, cô ta sẽ phải đối diện với pháp luật và bao gồm cả ông nữa. Cậu thật quá đáng, dồn tôi vào bước đường cùng này, cậu mới hả dạ hay sao? Bố con ông đã không biết tự lượng sức mà còn chơi cùng với thằng này. Giờ thì nhận hậu quả đi. Tôi sẽ làm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Số tiền sẽ có trong tài khoản của ông ngay sau đó và cả con gái của ông sẽ được thả về còn bây giờ tôi nghĩ ông nên về phòng làm thủ tục dần đi làm vừa ông tiệp ông nỡ lòng nào nhìn bạn chết mà không cứu sao ông tiệp im lặng bước về phía bàn làm việc ngồi xuống ghế kết thúc câu chuyện và chỉ nói một câu thư ký văn tiễn khách ông vinh hậm hực bước ra khỏi phòng nhìn theo bóng lưng già nua theo năm tháng mà ông tiệp không khỏi xót xa ta không nên cố chấp đến lúc phải giác ngộ rồi bố nói vậy là có ý gì ạ à? là bố sai khi không tin tưởng con thôi thì tùy các con làm gì tốt nhất cho gia đình thì làm bố về vườn trồng cây cảnh nuôi chim ăn cơm mẹ con nấu như thế là vui rồi nói vậy là bố chúc phúc cho con và mận đúng không ạ à? anh nghĩ tôi còn phản đối được hay sao nhanh có cháu cho tôi bế bồng nghe rõ chưa niềm vui không thể tả xiết đang vội nắm lấy bàn tay của Mận bước lại gần ông Tiệp, cúi đầu cảm ơn. Lúc này Mận mới tan biến đi cảm giác run sợ. Cô đưa ánh mắt ái ngại với ông Tiệp mà quên mất rằng ông nên là người làm điều đó với cô. Ông Tiệp biết cô đã hết trách giận mình nên nói nhẹ nhàng với cô. Nếu cháu không bận thì cuối tuần về nhà ăn cơm. Dạ, cháu cảm ơn bác. Vậy con xin phép đi làm nốt công việc cuối tuần con và Mận sẽ về. Con chào bố. Chào chào bác ạ. À. Đang kéo mận về phòng giám đốc, tranh thủ chạm nhẹ lên môi của cô, đường mũi của mình cọ lên má và mũi của cô cưng nở. Mận có thể cảm nhận được niềm vui của anh lúc này và điều hạnh phúc nhất chính là ông tiệp chấp nhận cô, chúc phúc cho cô và anh bên nhau. Em phải gọi là bố chứ, lần sau không được gọi là bác nữa, nghe chưa? Thôi, em ngại lắm. Bác đã cho phép gọi đâu, phải đợi bố mẹ em tỉnh dậy, hai bên qua lại nói chuyện. Thì em mới dám gọi bố chồng mẹ chồng chứ Đúng thế Nhất định bố mẹ vợ sẽ tỉnh dậy nhanh thôi Bây giờ mạnh miệng nhỉ Ai đồng ý làm vợ anh đâu mà gọi là vợ Kệ em mà không cưới Là anh tới nhà em ăn vạ Nhất định không buông tha cho em Đang đắm chìm với những khoảnh khắc riêng tư Bóng điện thoại của Đang rung lên Là tư đen gọi báo cáo Đại ca Cô Trinh nói có việc quan trọng muốn nói với anh Chuyện gì chứ nếu cô ta muốn được trở về nhà, hãy đợi ông Vinh chuyển nhượng cổ phần. lúc đó chúng ta sẽ đưa cô ta về. không phải anh ạ, à, cô ta muốn nói với anh chuyện khác và muốn gặp trực tiếp. cô ta không còn van xin hay kêu cứu nữa, hình như là chuyện quan trọng. thôi được, chú cứ cho cô ta ăn uống đi. lát anh sẽ đến. đang không rõ còn bí mật nào mà Trinh muốn cho anh biết, hay cô ta muốn giở trò gì. nhưng đến đầu giờ chiều, anh và Mận vẫn đến địa bàn và nói chuyện với cô ta ngồi đối diện trong căn phòng cách âm khá tốt Kiều Trinh được tắm gội và mặc quần áo sạch sẽ Cô ta ngước nhìn Đăng và Mận bằng đôi mắt vô cảm Nụ cười xinh đẹp như hoa Thật tiếc Đăng lại không thể rung động Cô có chuyện gì muốn nói với tôi Nói nhanh đi Tôi muốn anh thả tôi ra Không truy cứu việc tôi bắt cóc cô ta Và cả bố tôi nữa Lý do gì khiến cô mạnh miệng như vậy Vì tôi đang nắm giữ trong tay Bằng chứng em trai cùng cha khác mẹ của anh chính là người gây tai nạn và bỏ trốn nếu như tôi có mệnh hệ gì ngay lập tức hắn ta cũng bị truy tố khá khen cho sự gan dạ của cô làm sao tôi có thể tin lời của cô nói biết đâu cô đang chạy tội tôi thề là không nói sai giờ tôi phải tìm cách thoát thân chứ tôi sẽ giao bằng chứng cho anh điều kiện chỉ có một điều anh thả tôi ra ok tôi tin cô nhưng cô nên nhớ thằng em trai cùng cha khác mẹ với tôi nó sống hay chết không liên quan đến tôi Bố tôi mà biết chuyện này Có khi ông cũng muốn tống nó vào trại giam Để nhà nước giáo dục lại nó cho tốt Thế nên cuộc trao đổi này Cô thua cuộc Mận ngồi bên cạnh đang toàn thân run rẩy. Thật không ngờ Người đàn ông cô yêu suốt 3 năm Lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy Đang bước lại gần Trinh Nói nhỏ với cô ta điều cuối cùng Cô nhanh chóng đưa bằng chứng của Khương ra đây Vì trước sau gì Chúng tôi cũng tìm ra được Đưa ra sớm Cô sẽ được gặp lại bố cô sớm Cô chọn đi Tôi Tôi sẽ đưa cho anh Xin anh đừng làm khó cho bố tôi nữa Đang kéo mận rời khỏi Giao lại tất cả mọi việc cho Tư Đen Lúc này anh chỉ muốn được an ủi cô Muốn đưa cô đến một nơi Không có ai làm phiền Làm chỗ dựa vững chắc cho cô Để mặc cô khóc cô chút giận thế nào Anh cũng cam lòng Sau khi nhận quyết định đi du học Khương gọi cho Liễu không được Nỗi nhớ điên cuồng Hắn bỏ mặc sự van xin của bà Loan vứt bỏ ngoài tai lời nói của bà ta chạy đến công ty mà Liễu đang làm việc nhưng vẫn không gặp được cô ta Khương quyết định đứng ở ngoài cổng và đợi chờ Liễu giờ tan tầm, dòng người chen nhau ra cổng lớn trong đám đông đó rất dễ để Khương nhận ra Liễu hắn chạy thật nhanh và tóm lấy tay của cô kéo thật mạnh không cho Liễu nhiều lời hắn lôi cô đi vào một nhà nghỉ gần đó mặc kệ cho Liễu rằng co mặc kệ bao nhiêu ánh mắt giò ngó hắn vẫn không để tâm Vài phút sau đó Khương bước từ nhà tắm ra Thầy Liễu vẫn ngồi run rẩy Hắn cười khinh bỉ Bước lại gần cô Tiếp tục buông lời thô bỉ Cứ hai ngày phải tìm gặp tao Nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy Danh con Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo anh chứ Chỉ có con mận ngu ngốc mới nghe theo lời của anh Mày nói gì Mày dám nhắc đến tên cô ta trước mặt tao Chính vì mày nên tao và Mận mới phải chia tay nhau Bây giờ tao hỏi mày Có phải tất cả là âm mưu của mày hay không Tôi làm thì sao Nếu anh tin tưởng vào nó Thì anh sẽ không bị lung lay bởi lời nói của tôi Và cả mẹ của anh Bà ta ngu ngốc, tham lam Nên mới bị tôi lừa gạt Vậy mày nói cho tao nghe Mày bỏ bùa tao đúng không Đúng, là tao làm Chính là tao đổ hết tội lỗi cho con mẩn Vì tao ghét nó Tao muốn cướp mày khỏi nó Tao muốn nó đau khổ Chứ thật ra tao không hề yêu mày Mẹ con mày chỉ là công cụ của tao mà thôi Sự phần uất lên đến đỉnh điểm Liễu yếu ớt chống cử Khương Lúc chơi với nhất À dùng chân đạp vào Khương Liễu vội vàng trườn khỏi giường Chạy tới kệ để đồ uống Cơn thịnh nộ qua đi Cũng chính là lúc Khương nằm sõng xoài trên nền gạch Liễu vẫy gọi một chiếc taxi Cứ vậy để cho tài xế chạy trong vô đỉnh À không biết phải làm gì tiếp theo Đi đâu và hành động thế nào Hít thở sâu một hơi À lấy điện thoại và gọi cho ông Vương Bé con đấy à Tối nay anh bận việc không qua em được đâu anh yêu à em đang trên xe về quê mẹ em bị ốm nặng phải nhập viện anh chuyển cho em ít tiền để em trang trải đi tiền để dành mua đất xây nhà cho em và bé con anh làm gì còn tiền tiền anh cho em lâu nay đâu rồi em lấy ra xài tạm đi ngoan rồi anh cho sau thì anh cho em bao nhiêu em đều phải chi tiêu quần áo túi sách tù sửa hàng để phục vụ anh còn gì nữa nhiều việc cần tiền lắm anh gửi cho em gấp đi một ít thôi cũng được Bé con, bây giờ anh đang cấn tiền bạc lắm Dự án công việc không chi ra được Thông cảm nha, anh cúp máy đây Nghe đến đây Liễu không chịu đựng thêm được nữa À thu lại vẻ ngoan hiền Sừng cổ lên nói như quát vào điện thoại Ông già kia Nếu ông không chuyển tiền cho tôi Tôi sẽ tố cáo ông Chuyện ông thuê người đốt cửa hàng của bạn tôi Ai chà Khẩu khí ghê gớm quá nhỉ Bé con à Ai là bạn của em vậy Em tính trở mặt với tôi sao Tất cả những việc tôi làm đều lấy tên của em ra chỉ đạo. Bạn của em chắc rất đau lòng khi biết sự thật. Đi an ủi bạn đi nhé. Ông Vương tắt máy, liễu bà Hoàng với tất cả sự thật. Tay run rẩy lục tìm trong túi sách, số điện thoại và địa chỉ của bà thầy bói trên lạng sơn. À phải lên đó một chuyến, tìm đến bà ta để cầu cảnh. Liễu đề nghị tài xế dừng trước một cây ATM để ả à rút số tiền còn lại trong thẻ và bảo ông ta chở mình lên lạng sơn. Người tài xế xem xét một chút cũng gật đầu đồng ý. Thật ra phần lớn số tiền lấy được từ ông Phương, cô đều chi trả cho bà Mần, bà thầy bói có tiếng ở Lạng Sơn. Và chính bà ta đã làm cho liễu lá bùa dành cho Khương. Cứ tưởng Khương sẽ được kế nhiệm trước chủ tịch, cứ tưởng cuộc sống giàu sang sẽ ập đến. Ai có ngờ, à rơi vào bước đường cùng. Tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ có thể dựa vào bà Mần mà thôi. Đang đường mận tới bãi đất trống, hai người cứ im lặng lắng nghe nỗi lòng của nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Khi bàn tay của Đăng đổ mồ hôi, anh mới đổi bàn tay khác, vẫn cứ nắm lấy tay cô, thổ thỉ đôi lời ruột gan. Em thấy nhẹ lòng hơn chưa? Em muốn xử lý mọi chuyện thế nào? Anh sẽ giúp em. Anh sẽ giúp em được chứ? Chắc chắn rồi, chỉ cần em nói ra thôi. Vậy anh giúp em đi. Giờ em không muốn gặp lại những người đã làm hại em. Hãy để họ sống trong ăn năn dây dứt và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa tuần lạnh chỉ cần em đừng buồn nữa toàn tâm toàn ý vui vẻ bên anh em làm được chứ dạ vâng cảm ơn anh đang lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký hủy toàn bộ hợp đồng với công ty đông á chính là công ty mà ông vương đang làm giám đốc một hợp đồng nhỏ nhưng vô cùng quan trọng để rồi xem ông ta xoay sở thế nào đang cũng nhờ cậy các tập đoàn liên kết không tiếp nhận công trình của đông á dặn dò một hồi đang cũng mỉm cười hài lòng về quyết định của bản thân anh đưa mận đi ăn sau đó ghé vào bệnh viện để thăm bố mẹ của cô ông tiệp đang ăn tối với bà nhàn và kể chuyện về cô con dâu tương lai thể nhận được cuộc gọi của cảnh sát cho hỏi có phải số điện thoại của ông tiệp bố của anh khương không ạ vâng tôi đây chúng tôi báo với ông một tin cậu khương đang phải cấp cứu trong bệnh viện công an thành phố chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi ông có thể đến được không ạ vâng Tôi sẽ đến ngay Ông Tiệp bỏ bữa cơm vui vẻ Đứng lên gọi tài xế chở ông đến bệnh viện Bà nhà nhanh nhẹn lấy áo khoác giúp cho ông Ông căn dặn bà vài điều Rồi nhanh chóng lên xe Gặp chú công an tên Phú Anh tường thuật lại mọi chuyện cho ông Tiệp nghe Và xem lại đoạn video trong nhà nghỉ Ông Tiệp hiểu rõ mọi chuyện Trong lòng tuy tức giận vì đứa con trai này Nhưng vẻ mặt vẫn phải điềm tĩnh Nói với anh Phú chú công an giúp tôi xử lý chuyện này thằng chóc này đúng là còn phải dạy dỗ lại chắc tôi nuông chiều nó quá mong đồng chí thông cảm dạ chủ tịch cứ yên tâm tôi tưởng ai chứ nếu là chủ tịch tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ không làm phiền ông nữa tài xế dẫn ông tiệp đi ra xe thì bắt gặp bà loan hốt hoảng chạy tới bệnh viện vì khương đang cấp cứu nguy kịch thế nên bà ta lại càng sồn sồn lên khi nhìn thấy ông tiệp tất cả là tại ông Tại sao ông lại đối xử với con của tôi như thế hả Ông không thương tôi thì đã đành Đến giọt máu của mình mà còn muốn vứt bỏ Ôi trời đất ơi Bà nín ngay đi Còn hờ tại mẹ Tôi đã nhân nhượng với mẹ con bà lắm rồi Hai mẹ con nhà bà từ bây giờ không được làm phiền đến tôi nữa Này nhá Ông đừng có mà thoái thác Trốn chạy được với tôi Tôi sẽ làm ầm lên với báo chí Để rồi xem ông cấp mặt đi đâu Bà có giỏi thì làm đi May cho bà là thằng Khương nó còn là máu mủ của tôi Chứ loại đàn bà như bà tôi khinh Cứ làm gì bà muốn Để thiên hạ người ta biết Bà đi nuôi trai, ngủ hết người này đến người kia Mang nhục cho con cái Đừng tưởng tôi không biết Chỉ là tôi khinh, không để bà vào mắt thôi Giờ thì tránh ra Bà Loan thất kinh, ngồi sụp xuống đất Hai tay đưa lên vỏ tóc, bứt rứt và khóc lớn Thế là bà ta mất hết rồi Nếu Khương mãi mãi không tỉnh dậy Bà ta biết sống thế nào Bố víu vào ai đây Trong lúc công an đang tìm cách liên lạc với Liễu vì có liên quan đến sự việc của Khương thì à cũng đi lên gần đến Lạng Sơn Liệu nói với tài xế taxi tìm cho cô một nhà nghỉ ở dưới thị trấn cô phải nghỉ ngơi để sáng mai đi tiếp người tài xế im lặng quan sát cô cả một chặng đường dài thấy cô còn rút một cọc tiền liền nảy sinh lòng tham ông ta giả vờ dừng xe ở chỗ hẻo lánh xuống đi vệ sinh đi xa một chút để nhìn ngó xung quanh xem có tiền để ra tay cướp tiền hay không thật bất ngờ Liễu cũng bước ra khỏi xe và đi vệ sinh gần đó. Người tài xế nhân cơ hội vội chạy đến chỗ Liễu, đánh cho cô ngất lịm ngay tại chỗ. Hắn nhanh tay cuốn số tiền và lên xe phóng đi. Liễu nằm đó bơ vơ lạnh lẽo, màn đêm phủ xương dày đặc, mai đến tận một tiếng sau à mới tỉnh dậy. Biết rằng bản thân gặp phải kẻ gian cướp bóc, à chỉ biết chửi thề, lò dò đứng dậy, đi tìm nguồn sáng nào đó để nhờ cứu giúp. Bỗng có tiếng hú hét của đám thanh niên tiếng bô xe kêu rầm dần, dần bọn chúng có đến năm sáu thằng phóng xe vút qua liễu nhưng chưa đầy một phút sau chúng nó phóng xe quay lại đi sát bên cạnh cô có thằng nhìn thấy gái mặc đồ rách dưới thì mắt sáng quắc lên ném hẳn xe xuống đường chạy đến liễu trong bóng tối nhập nhòe nước mắt hòa quyện với tiếng cười thích thú liễu lại nhớ đến mận nhớ đến tình bạn hơn bốn năm từ ngày đầu gặp nhau những chia ngọt sẻ bùi với nhau những câu nói của mận lại văng vẳng trong đầu liễu vì sự hận thù ích kỷ vì sự ghen tuông mà ả à đã đánh mất đi tình bạn tươi đẹp này liễu hối hận muốn được mận che chở bênh vực sẵn sàng bên cạnh liễu bất cứ khi nào ả à cần nước mắt của sự muộn màng nước mắt của sự nhục nhã đã không còn đủ mà rơi xuống nữa xong xuôi mấy tên kia vứt bỏ liễu giữa ruộng còn chút sức lực cuối cùng liễu lần mò mở túi lấy chiếc điện thoại chỉ còn có hai phần trăm pin, à gọi cho mận. đến giây phút cuối cùng này, à lại có nhiều chuyện muốn kể cho mận nghe, muốn được mận ôm vào lòng, muốn được an ủi. alo, tôi mận nghe. mận à, tao liễu đây, cứu tao với liễu mày bị làm sao đấy? mày đang ở đâu? mận à, tao xin lỗi, tha thứ cho tao, tao vẫn luôn xem mày là bạn. tạm biệt. liễu kiệt sức. Giờ phút này chiếc điện thoại cũng hết pin À nằm vật ra ruộng và ngất lỉnh Giữa đêm lạnh Sương càng lúc càng phủ xuống nhiều hơn Trong bóng đêm Không ai có thể nhìn rõ được tấm thân cô đơn của Liễu Cả đêm vì lo cho sự an nguy của Liễu Mà Mận không chờ mắt được Nhờ sự giúp đỡ của Tư Đen Cũng không tìm được vị trí của Liễu Cho đến đầu giờ chiều của ngày hôm sau Mận mới nhận được tin Liễu đã mất giữa cánh đồng vì lời nói của Liễu vẫn xem cô là bạn bè mà Mận đứng ra lo tang lễ cho Liễu đưa ả à về với gia đình trong những ngày này dù bận rộn công việc Đăng vẫn luôn bên cạnh và làm chỗ dựa cho cô lúc chuẩn bị lên xe về Hà Nội Mận đứng trước bàn thờ của Liễu tâm sự thêm vài điều cuối cùng Liễu à mày hãy an nghỉ nhé tao không còn hận hay trách mày nữa hãy cố gắng tu tâm thật tốt nếu có kiếp sau mong sẽ được gặp lại mày và được làm bạn với mày tạm biệt bạn thân của tao gạt nước mắt mận chào tạm biệt người thân của liễu bước ra xe cùng với đăng nhìn lại một chút kỷ niệm khoảng trời xanh trong mây đang kéo từng đám nhẹ nhàng chắc là đưa tiễn liễu về với thiên đường của cô ấy cô ấy ra đi thật bất hạnh ngẫm nghĩ một hồi nhẹ lòng một chút mận mới bước vào xe và rời đi mấy ngày sau đó ông vinh đón được con gái kiều trinh về nhà ông ta cũng hoàn toàn chuyển nhượng cổ phần sang cho Đăng. Anh cũng đối đãi không tệ, vẫn chuyển cho ông ta một số tiền ăn hưởng tuổi già và cho Trinh một số vốn làm ăn. À nghe tin Khương nằm viện hôn mê và sống thực vật suốt đời cũng rất sợ hãi. Sợ quả báo sẽ đến với mình, nên cũng tự giác đến đồn công an báo án và nhận được sự khoan hồng của pháp luật. À không bị mận truy cứu nên chỉ hưởng án treo và cải tạo không thường xuyên trong vòng 18 tháng. Cuối tuần, đang dẫn mận về nhà ăn tối với ông tiệm như lời đã hứa. Cô cũng vui vẻ hơn mua một giỏ trái cây tươi ngon đến biếu cho bà nhàn. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ và ấm cúng. Ông bà cũng rất hài lòng về mận. Còn dục dã đang phải cưới cô để ông bà có cháu ấm bồng. Đấy cho xem, mãi mới thấy yêu đương dẫn bạn gái về ra mắt nhưng lại không thấy nói gì đến ý định cưới vợ. Có phải để con gái nhà người ta đợi chờ mòn mắt hay không? Dạ thưa hai bác, chuyện tương lai cho con đợi bố mẹ con tỉnh lại rồi con thưa chuyện sau có được không ạ à? ôi bác vô ý quá bác xin lỗi phải cầu mong cho anh chị thông gia mau chóng tỉnh dậy dậy ăn cỗ cưới bế cháu ngoại nữa chứ đang nãy giờ chăm chú gấp đồ ăn cho mẩn bây giờ mới chen vào thế thì em phải thay đổi cách xưng hô đi chứ gọi là bố mẹ không gọi là hai bác nữa liệu hai bác có đồng ý không ạ à? có chứ bác đồng ý hai tay vậy cho con xin phép gọi hai bác là bố mẹ ạ à. Ngoan lắm Nào hai con ăn đi Ăn nhiều vào một chút Bữa cơm đang vui vẻ Tiếng cười nói rôm rà Thì có tiếng chuông gọi cổng Lát sau chị Thơm chạy vào nhanh nhỏ nói Anh chị có khách Bà ấy bảo tên là Loan Ông Tiệp không có ý định tiếp khách Thế nhưng bà nhàn lại đứng dậy Bảo chị Thơm cho bà Loan vào nhà Bà cũng nói với ông Tiệp và hai đứa con ra phòng khách xem có chuyện gì Bà Loan bước vào nhà Đôi chân run run Hai tay đan vào nhau lúng túng Nhìn cảnh tượng này Bà Nhàn cũng không hề tức giận Còn nói chị Thơm làm cho bà một ly nước trái cây Ông Tiệp im lặng ngồi trên ghế Nhờ hết mọi quyền quyết định cho bà Nhàn Lúc này bà cũng lên tiếng luôn Chị đến nhà tôi có chuyện gì cần nói phải không? Tôi... Chị uống nước đi Rồi từ từ nói cho tôi nghe Bà Loan nhìn mận Ánh mắt say rứt và hối hận uống xong ngụm nước mưa ráng lên tiếng tôi đến đây xin lỗi bà mong bà tha thứ cho tôi xin ông giúp tôi cứu lấy thằng khương không có nó tôi không thể sống được mất kìa bà cứ bình tĩnh chuyện của cháu khương tôi có quan tâm và biết cháu phải sống thực vật như vậy tôi cũng rất đau lòng nhưng chúng ta không thể can thiệp được phải đành chờ kỳ tích bà hiểu chứ tất cả là do tôi ghen tị sống ác với bà nên con trai tôi nó phải gánh chịu hậu quả mong bà tha lỗi cho tôi xin bà và cháu mận tha lỗi cho tôi mận cũng không ngờ có ngày bà loan lại cầu xin cô tha thứ cô cũng không hận gì bà loan cô tha thứ tất cả cho bà nói đi thì cũng nghĩ lại nếu không có bà và liễu phá đám thì làm sao cô gặp được đăng và được anh yêu thương chứ nghĩ vậy cô cũng dè dặt lên tiếng cháu không giận bác cháu tha lỗi cho bác và anh khương hy vọng anh ấy sẽ nhanh chóng tỉnh dậy bác yên tâm rồi chứ ạ à? cảm ơn cháu thế còn chị nhàn chị tha lỗi cho tôi chứ tôi tha lỗi cho chị chúng ta cùng nhau chăm cho cháu khương khỏe mạnh lại chị hãy sống tốt sống thiện ông trời sẽ không ngược đãi chị đâu cảm ơn chị cảm ơn mận cảm ơn mọi người nhiều lắm bà loan dấm dứt khóc kể lại tất cả mọi chuyện cả chuyện bà thuê người truy sát đang vào buổi tối đỉnh mệnh anh được gặp mận và kẻ đó đã cùng với tình nhân của bà trốn chạy qua campuchia bà hứa nếu như có một ngày phải trả giá bà sẵn sàng đón nhận và chấp nhận trả giá cho tội ác của mình bà thật là ngu ngốc bà làm như vậy có phải là tôi bây giờ không còn một đứa con nào nữa không xin ông tha tội cho tôi nhất định tôi sẽ chịu sự trừng phạt chỉ mong cầu xin ông cho tôi thêm thời gian tôi muốn được gần thằng khương chăm sóc cho nó xin ông nương tay cho tôi đăng lúc này cũng thở dài lên tiếng bố mẹ cứ bình tĩnh mọi chuyện cũng qua rồi con vẫn an toàn và có nhiều anh em trong bang hội truy tìm kẻ đó nếu con tìm được con sẽ xử lý thật tốt và gọn gàng bố mẹ đừng lo ạ à. còn bà Loan tôi muốn bà phải hối cải sống phần đời còn lại ăn năn sống tích đức vì con trai của mình đi nếu không tôi tống bà vào tù lúc đó bà cũng không oán trách được tôi đâu cậu Đăng tôi có tội xin cậu tha cho tôi cậu xin cậu cho tôi một con đường sống Tôi sẽ báo đáp cho cậu Bà Loan đang ngồi yên vị trên ghế Bỗng nhòi người xuống đất van xin lại lục Bà nhàn với tấm lòng lương thiền Cuối cùng phải chạy đến ôm bà Loan dậy Lòng nước mắt và hứa cho bà ta một cơ hội Để đưa ra biện pháp tốt nhất Chính vì lòng vị tha này Mà bà nhàn mới có thể bao dung cho chồng mình Suốt bao nhiêu năm qua Ông Thiệp bị bà Loan gài vào chồng Nên ông cảm thấy xấu hổ Không dám nhắc đến chuyện cũ Chỉ có trách nhiệm với đứa con tên là Khương cũng khiến trái tim bà nhàn được an ủi phần nào. Sau 30 năm, mọi thứ lại càng sáng tỏ, bà cũng nên bao dung thêm một lần nữa để người đàn bà trước mặt bà thêm tâm phục khẩu phục bà. Một buổi chiều, khi Mận đang lau mặt cho mẹ thì đang xuất hiện với một bó hoa trên tay. Anh quỷ gối xuống và đưa ra một chiếc nhẫn cầu hôn cô. Anh biết làm thế này là đường đột, nhưng anh muốn mình có danh phận được ở bên em, chăm sóc cho em khi bố mẹ em chưa tỉnh dậy Đồng ý kết hôn với anh nhé Em đồng ý Đăng cứ ôm chặt lấy cô Nhìn bố mẹ của Mận mà cười hạnh phúc Anh rất muốn hai người tỉnh dậy Và chung niềm vui này với anh và cô Hai người trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng Lúc rời khỏi bờ môi của Mận Anh bày tỏ ý kiến của mình với cô Anh muốn có trách nhiệm với em Thế nên đợi bố mẹ em tỉnh dậy Anh sẽ đăng ký kết hôn Và chúng ta về sống cùng nhau nha Sao anh nóng vội thế Chúng ta còn nhiều thời gian mà Đúng vậy Nhưng anh muốn cùng em thực hiện ước mơ Không phải ước mơ của em là trở thành một bác sĩ hay sao Từ giờ anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ đó Anh Anh biết ước mơ của em sao Biết chứ Mọi thứ về em anh đều biết Em cứ lo học hành Anh sẽ gánh vác giúp em tất cả mọi chuyện khác Cảm ơn anh Cảm ơn anh nhiều lắm Mận xúc động ôm chầm lấy răng Nước mắt giàn rủa Thật không ngờ hạnh phúc lớn lao này lại đến với cô. Trong bữa cơm tối như thường lệ, Mận nhận được điện thoại của bệnh viện. Họ nói rằng bố và mẹ của cô đều đang có dấu hiệu tỉnh dậy. Đồng tử đã có chuyển động, rất nhanh. Mận vứt bỏ tất cả mọi thứ. Cô chạy ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện. Trong lúc đứng chờ xe thì Đăng cũng về tới. Cô nhanh chóng kể lại cho Đăng nghe mọi chuyện. Ánh mắt của Đăng sáng rực. Anh và cô vui mừng, cùng nhau chạy đến bệnh viện. Bố mẹ, Cuối cùng thì bố mẹ cũng chịu tỉnh dậy Còn nhớ bố mẹ lắm Mận à Con gái của mẹ Cả nhà ôm chẳng lấy nhau mà khóc Cảnh tượng xôn vầy Mà lại đầy nước mắt thế này Thật sự cũng khiến các bác sĩ, y tá Cũng rưng rưng xúc động Ông bà Tiệp nghe tin Cũng vội vàng vào bệnh viện lúc nửa đêm Nhìn thấy ông bà thông ra tỉnh dậy Niềm vui lại nhân đôi Khi mà biết đang và Mận sắp sửa kết hôn Ông bà lại có cháu bí bồng Ông bà bước vào chào hỏi Rồi giới thiệu về nhau Tâm sự tỉ tê đủ điều Một đêm thức trắng và đầy niềm vui của tất cả mọi người Vài ngày sau đó Vì không chịu được khung cảnh của bệnh viện Và muốn hoạt động thân thể Cuối cùng đang nhờ cậy các bác sĩ Kiểm tra chụp chiếu tất cả mọi vấn đề cho ông Thông và bà Viên Sau khi mọi thứ ổn định Anh và Mận mới đồng ý cho hai người họ xuất viện vùng quê yên bình lại chào đón những con người vừa trải qua những biến cố lớn trở về chú hùng với cô hồng cũng đoan đả ra đón lần này ông thông lại nhớ hết chuyện cũ nhìn thấy chú hùng thì lại lắc đầu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng chú ở lại ăn cơm với gia đình chúng tôi tôi có chuyện muốn hỏi tội chú đấy màn mày của chú hùng tái mét nhưng rồi ai cũng biết là bố mận đùa liền vui vẻ cười đùa kéo nhau vào trong khoảng sân rộng tôi đó ngồi bên nhau đang xin phép ông bà thông cho anh và mận cưới nhau kết hôn càng sớm càng tốt ông thông cũng không quá bất ngờ chỉ biết đưa ra lời chúc phúc cho các con bố cảm ơn các con vì đã hạnh phúc bên nhau gia đình bố mèo làm ruộng chăn nuôi vất vả lắm mới nuôi được ba chị em nó thành người bố hy vọng là con rẻ không chê hạnh phúc là do các con lựa chọn bố mẹ chỉ có thể ở bên vun vén thế thôi vâng ạ à, con cảm ơn bố còn mẹ thì sao ạ à? mẹ có dặn dò gì con không ạ à? mẹ cũng không biết nói gì ngoài lời chúc cho các con hạnh phúc cái mặt nó khổ nhiều rồi bố mẹ có tội khi không lo cho nó học hành tử tế ước mơ lại đứt đoàn mẹ hy vọng hai đứa yêu thương nhau đùm bọc lấy nhau cùng nhau cố gắng mẹ con biết rồi con yêu mẹ của con nhất chỉ yêu mình mẹ mày thôi hẳn dạ không con yêu cả bố yêu cả nhà mình chứ ạ à? tiếng cười vang vọng khắp lối xóm bà con thôn quê nghe tin ông bà tai qua nạn hỏi cũng mua hoa quả đường sữa qua hỏi thăm đang vào mận nắm tay kéo nhau ra cái ao sau vườn ngồi vắt kẹo trên cây sùng chĩu quả trao cho nhau những lời yêu thương và những nụ hôn cuồng nhiệt nhất vợ này chúng ta nên sinh con gái hay con trai trước nhỉ em thích sinh đôi chỉ sợ anh không có sức thôi ơ ờ này dám khinh thường anh hả tại em chưa chịu thử đấy nhé ở đó mà chê Em không chê Trước đây em chưa sẵn sàng Vì chưa đúng người Bây giờ em biết là đúng người rồi Em trao tất cả cho anh đấy Cảm nhận được tình yêu của Mận dành cho mình Đang nhìn trong bóng đêm Để tìm kiếm đôi mắt của cô Nhìn vào đó Anh thấy sự mạnh mẽ, quyết tâm Và sự tự tin của cô Anh cũng biết Người con gái sẵn sàng cứu anh một mạng Sẽ luôn đồng hành cùng anh Vượt qua mọi gian khó Anh kiếm tìm làn môi mỏng, mềm mại đặt lên đó một nụ hôn sâu nụ hôn của hạnh phúc bền chặt mãi mãi bên nhau tôi tên là đăng sinh ra trong gia đình đầy đủ vật chất và cả tinh thần gia đình hạnh phúc vô cùng khi hàng ngày tôi được nhìn thấy bố mẹ yêu thương nhau chăm sóc cho tôi nên người những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy thì một ngày nọ vào buổi cơm tối như thường lệ bố tôi dẫn một người phụ nữ và một đứa nhóc về nhà ông xanh dởn tuyên bố đây là em trai của con Anh Tiệp, anh nói vậy là sao Anh nhận con nuôi khi nào Sao anh không bàn với em Không phải con nuôi, đây là con ruột của anh Thằng bé tên là Khương Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau Đây là Loan, hai người làm quen với nhau đi Anh nói vậy là sao Chuyện này là sao chứ Chị Nhàn, hôm nay em tới đây Muốn chung sống hòa thuận với chị Mong chị tiếp nhận hai mẹ con em Cô là ai Cô muốn gì ở gia đình tôi Mời cô bước ra khỏi nhà tôi Chị không có quyền đuổi em đi Mọi việc đều là do anh Tiệp quyết định Em âm thầm chịu đựng 10 năm rồi Giờ đây em có quyền được xuất hiện Cô... Cô cút ngay Thôi, hai người đừng có cự cãi với nhau nữa Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả mọi chuyện Chỉ là thêm hai miệng ăn Có gì đâu mà to tát Anh nói vậy mà nghe được sao 10 năm qua anh lừa dối tôi Anh sống dối trá như vậy mà được sao Chuyện này bây giờ anh mới biết anh đưa thằng bé đi xét nghiệm rồi mới dẫn họ về đây giờ em có đồng ý hay không thì không quan trọng anh đã quyết định mọi chuyện rồi anh tiệp mẹ tôi chỉ biết kêu gào gọi tên bố tôi trong tuyệt vọng người đàn bà kia dắt tay thằng con trai ngồi vào bàn ăn cơm bà ta vuốt tóc cho nó cưng nựng nó bắt nó gọi bố tôi là bố giọng điệu vô cùng trướng tai tôi mười hai tuổi không biết làm gì ngoài đứng như trời trồng nhìn gia đình rơi vào tan vỡ Mẹ gọi tôi lại gần, cởi tạp dề, nói trong nghẹn ngào. Vậy thì được rồi, các người muốn làm gì cứ làm đi, mẹ con tôi sẽ đi. Em quyết định như vậy là sai lầm, em muốn thằng Đăng sống trong nghèo khổ, phá bỏ hết mơ ước của nó sao? Anh đừng tham lam, nếu anh muốn cho mẹ con họ vào trong nhà này, thì tôi sẽ đi. Anh có còn trái tim hay không? Anh có cảm nhận được nỗi đau của mẹ con tôi không? Đó là một tai nạn, anh không yêu cô ấy. Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã rồi, Em hãy nhún nhường một chút đi Tôi muốn cô ta ra khỏi ngôi nhà này Nếu không mẹ con tôi sẽ đi Mẹ tôi chỉ còn cách cuối cùng Là vứt bỏ mọi thứ để rời đi Chứ nhất quyết không chịu chấp nhận Sống chung với mẹ con họ Cuối cùng vì sự im lặng của bố Mẹ kéo tôi lên phòng thu dọn quần áo Vừa cho quần áo vào vali Bà vừa ấm ức sụt sùi Tôi chỉ biết ôm lấy mẹ Quả khóc theo bà Đứa trẻ 12 tuổi sống trong nhung lụa trong sự yêu thương của gia đình vô cùng bàng hoàng trước sự việc này tôi vụng về trong cách ứng xử vụng về trong cách an ủi mẹ chỉ biết ôm lấy bà gào khóc lát sau đó bố tôi bước lên phòng thông báo rằng đã cho hai mẹ con họ ra ngoài sống và ông phải có trách nhiệm với đứa con ngoài giá thú kia ông không muốn mẹ con tôi rời đi dù sao tình cảm bố tôi dành cho mẹ đó mới chính là tình yêu mới là tình cảm gia đình Mẹ tôi nguôi ngoai an phận làm nội trợ trong nhà Giúp tôi học hành và thực hiện ước mơ Bà cũng lặng thầm góp tiền cất giữ Để phòng lúc xa cơ lỡ vận Ngày hôm đó Mẹ đón tôi đi học về Gặp bà Loan tại cổng nhà Bà ta bắt mẹ phải nói chuyện Và thực hiện những yêu cầu bà ta đưa ra Cô muốn gì ở tôi Chị là vợ chính thức của anh Tiệp Không có nghĩa là chị được anh ấy coi trọng Dù sao chỉ hơn tôi tờ giấy hôn thú Chị có tin tôi có cách khiến anh ấy vứt bỏ chị không Cô làm được gì cô cứ làm đi Tôi sẵn sàng đối chất với cô Không ngờ chị lại mạnh mồm như vậy Tôi sẽ không làm phiền chị Nhưng sau này khi con tôi đủ 18 tuổi Nhất định sẽ quay lại Giành giật với con trai của chị Chị cứ chờ xem Từ đó bà Loan không làm phiền đến mẹ tôi nữa Nhưng tôi biết Bà ta vẫn luôn làm phiền bố tôi Dọa nạt sẽ tung bằng chứng Bố tôi có con riêng bên ngoài Để khiến sự nghiệp của ông tiêu tan Tôi biết tất cả những chuyện thầm kín của ông khi vô tình tìm hiểu và nghe lén ngoài phòng làm việc của ông càng lớn trong lòng tôi càng ghim sâu sự thù hận thời gian trôi qua tôi cũng không còn yêu thương bố tôi nữa thời gian trôi qua bố mẹ vui vẻ bên nhau nhưng trái tim của tôi có một vết nứt không bao giờ lành lặn bố tôi dường như xem nhẹ chuyện phản bội mẹ ông vẫn ra sức phục vụ cho công việc về nhà vẫn gian đe tôi học hành và kế thừa sự nghiệp của ông tôi không đồng ý và quyết định bỏ nhà đi sau khi rời khỏi nhà Bố điên cuồng đi tìm tôi Cho người truy lùng và ép tôi đi du học Với thế lực lớn của gia đình Với sự khóc lóc của mẹ Tôi quyết định đi Úc và học quản trị kinh doanh Bố tôi vẫn cho người giám sát Và thúc ép tôi học hành Trong một lần chạy trốn khỏi tay sai của bố Cửa sang theo dõi tôi Tôi đã đụng độ với một tên trùm Bằng nhóm xã hội đen đạt móm Hắn cho người đánh đập tôi Và thật may mắn tôi đã gặp tư đen trong hoàn cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc tôi cảm kích vì tư đen cứu một mạng vậy nên tôi kết bạn và đi theo tư đen gia nhập băng nhóm của cậu ấy đại ca của tư đen tên là tôm tôi được tôm thu nhận và luôn cho tôi đồng hành khi về nước tư đen lại muốn tôi thành lập bang hội làm việc giúp ích cho người nghèo tôi cũng đồng ý và sát cánh với cậu ấy dẹp loạn những kẻ cuồng ngông của xã hội ngày tôi trở về mẹ tôi mừng quýnh chăm lo săn sóc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi tôi phải đấu tranh dữ dội giữa việc của mình và việc thừa kế tập đoàn một ngày mùa đông nhìn mẹ ngồi co do so dưới gốc cây táo trong biệt thự tôi lặng lẽ bước lại gần bà thấy bà đưa tay gạt nước mắt tôi mới cảm nhận cuối cùng tôi đành phải vừa thực hiện công việc riêng của mình vừa phải học tập ở tập đoàn suốt khoảng thời gian chạy qua chạy lại giữa hai công việc tôi biết bố vẫn quan tâm chăm sóc cho bà loan và khương còn muốn đứa em trai cùng cha khác mẹ với tôi được ngang nhiên bước chân vào tập đoàn việt tiệp tôi càng thương mẹ tôi lại càng phải cố gắng một buổi tối sau khi từ địa bàn trở về nhà riêng tôi bị truy sát bị đâm một dao vào mạng sườn lúc đó tôi đã gặp được em và được em cứu giúp chữa trị cho tôi vậy mà duyên số lại cho tôi và em gần bên nhau được thấu hiểu được yêu thương nhau những ngày dẹp loạn mọi chuyện xong xuôi Tôi cùng em chăm sóc cho bố mẹ em, cùng vượt qua mọi khó khăn, sánh bước bên nhau. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, bù đắp cho nhau những khuyết điểm và tổn thương, và vui hơn nữa là em đã thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Cô gái của tôi, tôi yêu em. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây, hãy bình luận suy nghĩ của bạn về câu chuyện trên nhé để lắng nghe những câu chuyện mới nhất các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo xin chào và hẹn gặp lại